cân bằng, vì hạt ngọc trời là hạt cân bằng cho loài người chúng ta. Đó, thì Hồng Trân hôm nay có một số cái thông điệp gửi đến cho Quỳnh Liên ha, chúc bạn sớm được nhận phục hồi sức khỏe tốt nhất để có một trường năng lượng tốt nhất để yêu thương cuộc đời này. Cảm ơn bạn. Vâng, con cảm ơn ạ. Chắc là bạn Thịnh hỗ trợ bạn đau đầu về cái việc này thì bạn Thịnh được quá giỏi rồi. Cô đã từng nghe một bạn chia sẻ là 30 năm đau đầu mà tập bài của bạn Thịnh đã hết trong vòng có một bài tập thôi. Bạn Thịnh có nghe không bạn Thịnh? Hello, ban tổ chức kết nối bạn Thịnh cho bạn Bình Liên. Xin chào cô, chào bạn. Thì cái trường hợp mà mình hỗ trợ cho những cái trường hợp bị đau đầu khá là nhiều, đau đầu do xoang, đau đầu do rối loạn vận mạch, đau một nửa đầu, đau sau đầu, đau trước đầu, rất là nhiều kiểu đau. Thì mình có một số chia sẻ đến với bạn này, đó là khi mà giải quyết trước mắt á, là khi bạn có những cơn đau đầu thì bạn bỏ chân đất ra, bạn đi chân trần, bạn đi trên nền đất ẩm để cho cái cơ thể của bạn á, nó cân đối về điện. Thì trong cơ thể của mình á, là nó khi mà những cái xung động thần kinh hoạt động á, nó sẽ tạo ra điện và nó sẽ có dư điện á, thì cơ thể con người cũng cần phải tiếp địa. Thì hàng ngày, ít nhất là hàng ngày, chúng ta đi chân trần, đi trên nền đất hoặc là trên nền đất ẩm, đó là một cái cách để cho cơ thể nó được tiếp địa. Và đồng thời kết hợp với cái việc là hít thở và thả lỏng cơ thể. Thì khi mà hít thở và thả lỏng cơ thể thì cái năng lượng, những cái điện dư nó được giải phóng tốt hơn. Và đặc biệt là nếu mà những gần biển, mình đi chân trần trên đất, trên bãi biển thì nó sẽ giúp điều hòa cho cái việc mà cân bằng cái điện ở trong cơ thể mình. Còn ngoài ra mà về gọi là về y học á, là những cái tổn thương thực thể ở những cái tất cả các chứng về đau đầu thì nó đều có cái gọi là rối loạn vận mạch lên trên cái vùng đầu mặt này, này. Thì các vấn đề như là viêm xoang này, ù tai này, rồi đau đầu mỗi là nó liên quan đến cái việc là rối loạn vận mạch. Thì cái nguyên nhân rối loạn vận mạch cũng rất là nhiều. Thì những cái nguyên nhân thì các y bác sĩ cũng đã trình bày rất là nhiều rồi, như thầy Đạt ấy, thầy có chia sẻ rồi. Thì cái quan trọng là cái giải pháp, thì cái cách mà thường là mình hay áp dụng cho chia sẻ cho các học viên của mình á, là mình có những cái bài tập mình gọi là thể dục não bộ. Thể dục não bộ là những cái động tác mà nó giúp cho máu nó đẩy lên trên não. Đó, thì tập những cái bài tập thể dục não bộ nó rất là đơn giản thôi, thì nó giúp cho đẩy máu lên trên não, thì nó giải quyết được cái cắt được cơn đau rất là nhanh. Là khi mà bạn đang đau á, là bạn tập từ 5 phút đến 10 phút là cơn đau nó dịu dần. Và có những cái cách so bóp dây ấn để mà giảm đau. Thì đó là những cái giải pháp. Nhưng mà ở đây không biết là thời gian có hạn thì có lẽ là phải nhờ sư cô hay là nhà ban tổ chức đấy, hoặc là sẽ có một cái khoảng thời gian nào đấy nó phù hợp thì mình sẽ trình bày nó cụ thể hơn. Ban tổ chức ơi, ban tổ chức có thể cho câu trả lời một tới bao nhiêu phút để bạn Thịnh biết đường mà tính toán ạ? Dạ, chắc là con nghĩ là mình sẽ tùy duyên một chút, bởi vì ví dụ như với cái bệnh đau đầu là một trong những bệnh lý mà hầu hết mọi người đều gặp phải, từ những cái biến chứng nhẹ cho đến nặng. Và trong cái trường hợp của chị Quỳnh Liên đưa thì cái chứng đau đầu nửa đầu migraine ấy, thì như cái thống kê đó, nó chiếm đến 16% trong cái dạng đau đầu, mà nó lại cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì như mọi người biết thì với một cái bệnh lý đau đầu mà rơi vào khoảng 3 tháng chúng ta không điều trị được khỏi ấy, thì bắt đầu cái biến chứng là ảnh hưởng đến não và ảnh hưởng đến các cái việc giống như là suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Thì nếu mà những cái phương pháp mà điều trị cho những cái bệnh nặng về đầu rồi thì những cái bệnh nhẹ mà mọi người đang gặp phải thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể cùng học hỏi luôn. Cho nên con nghĩ là không có giới hạn phút mà
tùy duyên theo từng cái chủ đề mà chúng ta cảm thấy mọi người đều có cái sự quan tâm nhiều hơn, sư cô ạ. Rồi, bạn Thịnh nghe rõ ha, bạn Thịnh. À, bạn cứ hết lòng chia sẻ rồi, và có lần nhắc về không gian thời gian. Em bị kiểm thức gì là... hiện tại là hiện tại em đang bị đau đâu? Vì như hiện tại là em đang đau. Rồi. Bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Bạn đau ở cái vị trí nào, bạn hãy chỉ rõ. Hiện tại thì sẽ đau ở sau gáy, ở một nửa đầu bên trái và bắt đầu lan ra phần sau gáy, sau chậm. Rồi, xin mời bạn hãy ngồi thẳng lưng lên. Để chúng ta sẽ cùng thực tập một số cái bài thể dục não bộ. Bạn đang ngồi trên ghế cao phải không? Bạn hãy ngồi lên một cái ghế cao. Em đỡ cách ly nên em đỡ trên giường ạ. Không, ghế cao thì hoặc là bạn ngồi xếp bằng, ngồi thẳng lưng cũng được. Rồi, xin mời bạn. Bây giờ bạn hãy chú ý và làm theo tôi. Đầu tiên đó, là hãy cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống mà chúng ta sẽ làm cái động tác là xo bóp vùng cổ vai gáy. Vì các vấn đề về đau đầu là thường có kèm theo các vấn đề về chèn ép cột sống cổ. Chúng ta sẽ dùng cái động tác, cái bài đầu tiên đó, là chúng ta sẽ xo bóp phần cổ vai gáy. Rồi, xin mời bạn cúi đầu xuống. Thế bạn hãy cúi đầu xuống. Cái cằm ép vào ngực và lấy cái tay hãy chà sát lên cái phần da của mình như thế này. Từ mí chân tóc xuống tới phần dọc theo cái phần cổ. Hãy chà như thế này. Cúi cái đầu. Nguyên tắc á, là khi so là chúng ta sẽ tác động lên da. Nó kích thích lên những cái rễ thần kinh ở dưới da. Chúng ta cần phải căng da ra. Chúng ta cúi đầu xuống. Bạn hãy cúi đầu xuống. Và bạn lấy ngón tay, cái lòng bàn tay bạn đè lên, bạn tạo ra một cái áp lực vừa phải lên trên da của mình. Và mình đẩy qua đẩy lại. Và khi chúng ta đẩy tay như thế này này, chúng ta hãy cảm nhận cái phần cổ vai gáy của mình. Cái phần mà da tay tiếp xúc với da cổ, da đầu. Chúng ta hãy lắng nghe, chúng ta hãy cảm nhận cái cảm giác mà cái tay tiếp xúc cái phần da cổ. Rồi bạn hãy đổi bên. Hãy gập cái cổ xuống, ép cái cằm vào trong ngực, cho căng cái da đầu ra, căng cái da cổ ra. Xòe bàn tay ra, ép vào trong cổ, ôm lấy cái cổ của mình như thế này này. Xòe bàn tay ra, ôm lấy cái cổ, rồi đẩy tới, đẩy lui như thế này. Nâng cao cái cùi chỏ lên, bạn hãy nhìn cái cùi chỏ của tôi này, nâng cao cái cùi chỏ lên và tay này, đẩy qua đẩy lại này. Đúng rồi, đẩy qua đẩy lại cái phần cổ. Và hãy cảm nhận khi mà cái tay của mình đẩy qua đẩy lại, nó di chuyển trên da phần vùng cổ, thì chúng ta hãy cảm nhận, chúng ta hãy lắng nghe để cho cái não bộ chúng ta kết nối lại cái phần cổ. Rồi, bây giờ bạn ngước lên, ngước cổ lên, sẽ xo bóp cái phần cổ đằng trước. Ở đây á, là sẽ có hai cái động mạch cảnh, nó chạy dọc đây, máu từ tim nó được bơm lên và nó cấp cho toàn bộ cái khu vực trên đầu cổ. Đây, bạn ngước cổ lên, bạn ngước cổ cho cái cổ nó căng ra. Và chúng ta sẽ dùng cái tay, bạn hãy dùng cái tay bạn xo, tương tự như cái phần đằng sau. Cái nguyên tắc là khi xo tác động lên da thì chúng ta cần phải căng da ra. Bạn ngước cổ lên và dùng các đầu ngón tay hãy xo. Các anh chị nào mà đang có vấn đề về buồn ngủ này, đau đầu, mỏi mắt, ù tai, chúng ta hãy cứ làm thử. Đây là những cái động tác nó sẽ tác động lên trên cái phần đầu mặt, nó làm tăng tuần hoàn và nó sẽ giúp cho giải phóng những cái căng thẳng. Rồi, bây giờ đến cái phần vai. Xin mời bạn, chúng ta sẽ xo bóp cái phần vai bên trái. Khi mà xo phần bên trái thì chúng ta ngả cái đầu qua bên phải. Đây. Dùng cái tay bên còn lại chúng ta xo, chúng ta vuốt như thế này. Vuốt, ấn cái tay vào và vuốt lên vuốt xuống, di chuyển lên xuống như thế này.
Đúng rồi, ấn cái đầu ngón tay vào. Bạn ấn cái đầu ngón tay vào tạo một cái lực vừa phải. Và chúng ta di chuyển cái tay lên xuống. Rồi, chúng ta đổi bên. Chúng ta lại nghiêng cái đầu qua bên kia. Và chúng ta làm tương tự. Bạn hãy dùng các con đầu ngón tay ấn một cái lực vừa phải và kéo dọc theo từ trên xuống dưới dọc theo vai. Rồi, đấy là cái phần xoa, cái kỹ thuật chúng ta xoa. Và bây giờ đến cái kỹ thuật là cái kỹ thuật bóp. Thì xoa và bóp nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho máu nó được đẩy lên và máu cũ nó được trở về. Thì khi mà xoa cái phần bóp cái phần sau gáy này, nó cũng sẽ có cái nguyên tắc là trùng cơ lại. Chúng ta ngã cái đầu ra, bạn hãy quan sát, hãy nhìn. Đây, đầu tiên là chúng ta ngã cái đầu ra cho các cơ nó trùng lại. Cái cùi chỏ thì nâng cao lên. Rồi, chúng ta ngã đầu ra, chúng ta bóp vào, dùng cái lòng bàn tay bóp chặt các cơ. Bạn ngã đầu ra, ngã đầu ra. Cái tay kia bạn cứ bỏ xuống, bỏ cái tay kia xuống, bỏ một tay xuống thả lỏng ra, ngã đầu ra. Dùng lòng bàn tay bóp chặt cái cơ. Và khi bóp là chúng ta không cần bóp nhiều, mà chúng ta bóp chặt giống như là việc mà chúng ta vắt đồ, chúng ta giặt đồ, chúng ta vắt. Thì cái động tác mà bóp chặt như thế này này, giữ lại. Chừng nào nghe cái cảm giác nó cổ, cái phần đấy nó râm ran. Chúng ta bóp vào cổ này, chúng ta không có bóp như thế này, nó không có hiệu quả. Rồi chúng ta ngã đầu ra, bạn ngã đầu ra, bạn bóp chặt lại. Bóp chặt và giữ lại. Bóp chặt và giữ. Chừng nào nghe bạn nghe cái cảm giác nó râm ran cái chỗ mà bàn tay của bạn đấy, thì bạn thả lỏng ra. Và chúng ta dịch cái tay xuống phần phía dưới. Dịch cái tay xuống phần dưới. Bóp từ mí chân tóc xuống tới phần cổ, xuống tới phần vai. Và bóp chặt, giữ lại. Nghe râm ran thì thả lỏng ra. Đồng thời thả lỏng người ra, hít thở sâu vào, hít sâu, thở nhẹ. Chú ý cảm nhận cái phần mà mình đang tác động, lắng nghe và cảm nhận cơ thể mình, thả lỏng người ra, tập trung sự chú ý vào cái phần mà mình đang tác động. Hãy cảm nhận xem trên cổ của bạn đấy, nó có những cái điểm nó đau hơn, có những cái điểm nó đau hơn những cái điểm xung quanh đó, thì đó là những cái điểm mà nó nghẽn tắc những cái năng lượng, cái khí nó đang bị nghẽn ở đấy, thì chúng ta sẽ tác động vào cái phần đấy nhiều hơn. Bóp chặt, giữ lại, nghe râm ran thì thả ra, buông lỏng người, hít sâu, thở nhẹ. Rồi bạn đổi bên, đổi tay đi. Ngã đầu ra, bóp chặt vào, giữ lại, buông lỏng ra. Chừng nào nghe râm ran thì thả lỏng ra. Nghe râm ran cái phần mà mình bóp vào đấy. Hãy cảm nhận khi mà tác động vào từng vùng, nó sẽ có những cái điểm đau hơn hoặc là nó cứng hơn. Thì hãy bóp chặt, tác động vào những cái điểm đấy nhiều hơn. Bóp chặt, giữ lại, nghe râm ran, thả lỏng ra. Rồi, tương tự như cái phần đằng trước, bạn hãy quan sát, hãy nhìn tôi đây. Gập cái cổ xuống thì chúng ta có một cái nhóm cơ ở đây này. Đây, cái nhóm cơ này nó liên quan đến mạch máu. Gập cổ xuống thì cho cái cơ này nó trùng lại. Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp dọc theo cái nhóm cơ này. Đó, và cũng làm tương tự, bóp lại, giữ lại và thả lỏng ra. Và có những cái điểm rất là đau, những điểm vào và bạn ấn vào nó sẽ đau hơn những cái điểm khác, những điểm xung quanh, thì tác động vào cái phần đấy nhiều hơn. Rồi, còn với tương tự với bên còn lại, với bên bên kia, bạn dùng cái tay
gập cái cổ xuống, dùng ngón trỏ và dùng ngón cái bóp dọc các nhóm cơ dọc theo cái cổ này, bóp vào giữ lại và thả lỏng ra. Có những chỗ nó sẽ đau hơn thì bóp vào, tác động vào đấy nhiều hơn. Rồi, xin mời bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua dây ấn. Thì đây là cái huyệt hợp cốc. Cái huyệt hợp cốc là cái huyệt chủ trì đầu mặt. Đây, cái huyệt hợp cốc nó nằm giữa cái ngón cái và ngón trỏ. Thì sẽ tác động như thế nào? Đây, bạn gập cái cổ tay xuống, gập cái tay xuống, cái tay còn lại đặt lên trên. Cái tay đặt hai tay song song với nhau thế này này, nó đè lên nhau này. Ngón tay cái đè lên trên. Đúng rồi. Đè lên giữa hai ngón tay. Đây, giữa hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Lùi lại một chút. Lùi về phía trên ngón cái. Đây, đây là cái lòng bàn tay này. Thì đây là cái phần. Đây nè. Những cái chỗ hõm nó lõm xuống đấy, đúng. Hõm đây cô. Cái... Đây đây, luôn như đây là con lùi về phía cái đầu móng á. Lùi lên chút nữa, rồi vô cái lỗ hõm này. Đây lỗ hõm. Lỗ hõm. Lên trên lỗ hõm trên. Đây, con để con giúp cho bạn, bạn xòe cái tay ra như thế này. Rồi, bạn xòe cái tay ra, cái ngón còn lại bạn đạp lên trên đây, đạp lên trên cái ngón tay, cái làm chỉ của ngón tay cái này, bạn đạp lên cái mết căng này, bạn xoay cái cổ tay. Ấn xuống, rồi đó, ngay chỗ đó đấy. Ấn rất là đau con. Bạn gập cái cổ tay lại, bạn ấn, dây ấn vào đây. Dây vào, thả lỏng người ra. Vừa dây đến đâu thì bạn hãy lắng nghe cái phần đang đau trên đầu ấy. Thả lỏng ra, cảm nhận cái phần đau trên đầu. Vừa dây ở tay, nhưng mà để sự chú ý ở trên đầu. Rồi, tương tự như cái phần bên còn lại. Và bạn lắng nghe xem hai bên có sự khác biệt đấy. Có một bên đau hơn, hãy cảm nhận xem có phải không. Rồi bây giờ bạn hãy kiểm tra lại, nghe lại cái đầu của bạn ấy, xem cái cơn đau nó có sự thay đổi, tăng lên hay giảm xuống, nó như thế nào. Xin mời bạn. Bây giờ thì nó vẫn cứ đau thế ạ. Rồi, nó có thay đổi gì không? Nó vẫn cứ đau, cảm giác để con cảm nhận lại một chút xíu xem. Thì con vẫn cảm thấy nó vẫn còn đau như thế. Dạ, đương nhiên là nó vẫn còn đau ạ. À. Vì cái trường hợp này cũng chỉ là đau rất là lâu rồi. Cô sẽ giải thích cho bạn luôn thì sao bạn còn đau luôn ha. Dạ vâng ạ. Cô tính lại bổ sung cho Thịnh, nhưng mà thôi vì mọi người cần cái bài tập gấp cho nên là thôi để bạn Thịnh chia sẻ. Cơ thể mình á, tại sao bạn đau cái lúc bạn bị kinh nguyệt á, là tại vì bạn thiếu nước rất là nhiều. Nước chiếm 72% trong cơ thể mình. Và bạn rất là thiếu nước. Và nước cũng là cái nguồn máu ở trong cơ thể mình. Cho nên cái dấu hiệu bị ngày kinh kỳ đau đầu là cái cơ thể đang không có đủ nước. Trước khi bạn tập bài này, bạn ráng uống cho cô một ly nước ấm. Và cách uống nước, một ly nước bình thường á, là một ly nước vật lý thôi. Nhưng mà cách uống một ly nước chữa bệnh nó khác lắm. Cô vừa làm xong cái bài ở trên kênh An, sư cô chứng kiến mất khoảng 12 phút. Để cho bạn thấy ba cô cầm một ly nước uống như thế nào. Hơn nhân sinh nhật ba 1 tháng 12. Thì bạn sẽ thấy rằng khi cầm một ly nước lên, ba cô nói là cảm ơn nước, mình yêu bạn. Nên là cô diễn tả sơ thôi. Còn nếu bạn coi kỹ thì sẽ mất một cái quá trình luyện tập chứ không dễ đâu. Và bây giờ cầm ly nước lên là không bao giờ uống liền. Vì uống liền cái ly nước đó là ly nước vật lý. Nó không là nước nội dược chỉ chữa lành cơ thể cho bạn. Còn cái ly nước mà cô đang chỉ bạn uống sẽ là cái nước dược thủy.
Khi bạn cầm ly nước lên thì đầu tiên là bạn phải cảm ơn nước, mình yêu bạn. Bạn phải mỉm cười. Và tại sao mà cái nước nó đưa vào cơ thể mình nó chữa bệnh được là vì nước nó có nhiều ký ức lắm. Nó mang rất nhiều ký ức. Và bạn nếu bạn uống liền nước mà bạn lấy từ vòi thì nước đó là chất độc. Còn nước mà bạn lấy ra mà bạn biết để tâm cho nó lắng xuống, bạn cảm ơn, bạn nói cái gì thì nước đi vào trong cơ thể bạn với dấu cộng và dấu nhân. Bạn nói điều gì đi nữa thì nó thì ba cô bị táo bón, mắt không thấy đường, thì ba cô sẽ nói là cảm ơn nước, mình yêu bạn, cảm ơn nước dược thủy đã chữa lành tất cả sự mất cân bằng trong cơ thể mình, cảm ơn nước dược thủy đã làm mình sáng mắt, cảm ơn nước dược thủy đã làm mình hết táo bón. Rồi ba cô mỉm cười và ngậm một ngụm. Cái ngụm nước đó sẽ được nhai khoảng, ba cô thì nhai một câu nhất tâm. Tâm mình, cái lúc nhai thì mình nghĩ thầm chứ không nói. Tâm không động, thanh thản, an ổn, không sự phiền rồi mới nuốt. Thì tất cả cái việc đó nó sẽ là một câu chuyện dấu cộng và dấu nhân. Đó là cái việc của dòng nước đi với ký ức, như vậy sẽ chỉ làm rất là đơn giản. Và tại sao là bài tập mà bạn không hiệu quả? Chỉ vì bạn thiếu cái sự đưa nước vào, nó không lưu thông được. Vậy thì bạn phải tập thêm bài nước khoảng 12 phút mà bật cái cô mới vừa làm xong tức thì để lên vào Zoom cho các bạn. Thật ra là cô tính làm cái này lâu rồi mà từ mấy ngày nay là nhân viên là nhiều người thiếu nước quá. Các bệnh đều liên quan tới thiếu nước. Nước chiếm 72% cơ thể mình mà mình không có chăm sóc kỹ nguồn nước. Mình không uống với lòng biết ơn, với sự hiểu biết. Đất thì như tiết đất mà bạn Thịnh nói thì khoảng 12%, không khí thì 6%, và lửa thì 4%. Không khí cũng không phải là hơi thở nữa, mà là những cái khoảng trống trong các tế bào nữa. Nó cần những cái khoảng trống, những khoảng thư giãn, nghỉ ngơi, nó cần rất nhiều. Không khí có nghĩa là không gian và khí nữa. Đây là những điều bạn cần bổ sung ha. Và quan trọng nhất là đấy, có bạn vừa đăng lên hạnh phúc thực tập mỗi ngày uống nước dược thủy đó, thì bạn coi cô không có liên lạc được với các bạn, bạn Hiếu, ban tổ chức gì đó, nên thôi các bạn mở kênh An lên là xem ha. Vì cô chia sẻ rất kỹ về cái việc uống nước, mà uống nước mà mình uống bình thường đó, nó đi rất nhanh, giống như là bạn đi qua hải quan mà bạn không có đem cái gì là đi lẹ lắm. Nhưng mà bạn đem một cái gì đi thì hải quan phải xét cái đó. Bạn đem hành lý nhiều thì hải quan phải mất thời gian. Thì lúc đó nước mà bạn đem nhiều cái lời như vậy đó thì sẽ được giữ lại để giải quyết các vấn đề của bạn nhẹ nhàng, không có vất vả gì cả. Bạn có nghe rõ không à? Dạ con nghe rõ quá. Thì bạn thấy mình thực tập được thì bạn sẽ hết. Cô hứa là học tới 21 ngày nếu bạn thực tập đúng những gì nãy giờ bạn được học. Và đúng cái bài tập trí não, nhưng kèm theo là phải có nước bổ sung. Thì cô không biết là thầy Đạt và mọi người còn bổ sung gì cho bạn không, thì cô nghĩ là cô chỉ bổ sung thêm phần nhân quả với lại phần nước cho bạn, để cho bạn cảm thấy là mình có đầy đủ rồi, quan trọng là làm hay không thôi. Dạ vâng ạ. Không có bệnh nào mà không hết nếu mà được chăm sóc, để ý, yêu thương đúng đắn và luyện tập đều đặn mà không hết được hết. Không có cái bệnh nào mà có thể tồn tại được trong cơ thể của một người siêng năng, chỉ có người lười thì cô chịu rồi. Rồi vậy nha bạn. Dạ, trong thời gian thực tập á, trong thời gian thực tập để chữa bệnh cho mình thì bạn phải thật sự có một lời ước nguyện. Phải thật sự là hiểu nhân quả rồi thì mình nói là con đã chạm vào những cái việc ăn cá rất là nhiều. Và cái ăn cá khi chết thì nó bị đập đầu, nó đau như thế nào, con đã hiểu rõ cái cảm thọ đó rồi. Thì con học xong bài này rồi, thì dứt khoát là mình tạm thời lúc này mình sẽ không chạm phải những cái bài học đó nữa. Tại vì bạn cứ giống như mình thông cống mà đầu này mình thông, đầu kia cứ để vô thì làm sao mà nó thông được. Bạn phải tạm ngưng nha. Đó là phải dứt khoát tạm ngưng. Mình hiểu mà mình cứ bỏ vô rồi mình kiếm thầy thuốc giỏi cỡ nào cũng không được à. Hiểu là chỉ cần hiểu là giải quyết hết vấn đề rồi.
cũng không cần làm gì nhiều, nó chỉ cần hiểu là thực tâm là muốn quyết tâm, bạn quyết cái tâm bạn là được thôi, là không ai quyết cho bạn đâu. Rồi thầy Đà có bổ sung gì, là bạn Chân hay bạn Thịnh có bổ sung gì thì cả nhà sẽ xin có một chút chia sẻ thêm với bạn á, là bệnh tật là một quá trình tích lũy, nó rất là lâu rồi, không phải tự nhiên mà nó bộc phát ra, tất cả đều có một cái quá trình tích lũy. Và để giải quyết bệnh tật thì chúng ta cũng cần phải làm những cái bài tập mà nó cũng là một cái lộ trình đó. Thì ở trên lớp là chỉ có thể chia sẻ cho các bạn cái cách, cái phương pháp đó, và chúng ta cần thực hành nó hàng ngày thường xuyên, và nó sẽ thay đổi theo lộ trình đó. Xin và kết hợp, chúng ta cần kết hợp thêm những cái việc như là như cô sư cô nói, là thay đổi về mình ngưng những cái hành vi này, mình thay đổi về cái nếp nghỉ này, thay đổi về cái cách ăn uống này, và thay đổi về cái cách mình tập luyện và mình so bóp, mình dây ấn, và liên tục như vậy. Và nó sẽ làm cái lộ trình thay đổi, vì đau, cái chu kỳ đau nó sẽ giảm ra, rồi cái cơn đau, cái thời gian đau của mỗi chu kỳ nó ngắn lại dần, và một đến cái thời điểm nào đó nó sẽ ngưng. Xin chúc chị là nhanh chóng bình phục. Xin chào. Vâng, cảm ơn anh ạ. Bạn Đà có ý kiến gì không bạn Đà? Lúc nãy chị Liên có nói về cái việc mà hay rụng tóc đúng không? Dạ vâng ạ. Cái chứng đau nửa đầu migraine ấy, thì tại sao mà Đạt không trả lời ngay sau khi mà hỏi chị một loạt câu ấy? Bởi vì Đạt muốn là mời sư cô tránh kiến đưa ý kiến trước. Bởi vì bản thân Đạt là đối với những cái bệnh nhân mà đau đầu mà Đạt có hỗ trợ ấy, thì cũng giống như anh Thịnh, là có thể hỗ trợ trực tiếp hoặc là hướng dẫn họ về cái việc mà xoa bóp những cái vùng cổ, vai, gáy để làm sao khí huyết lưu thông lên, giúp cho cái não được nhiều cái máu nó nuôi, đưa dinh dưỡng nuôi hơn. Thế nhưng mà rồi thì khi bệnh nhân đỡ một chút thì Đạt cũng quay trở lại đúng cái câu như của sư cô, đó là hãy thử. Mình bị 5 năm, bị 10 năm rồi, tại sao bây giờ mình không cho phép mình vài tháng để mình thử một cái trạng thái mới trong cái sinh hoạt, cả về thân, về ăn uống, về tâm trí của mình. Thế thì cái của sư cô và anh Thịnh chia sẻ thì cũng khá đầy đủ rồi, mình tiếp cận thêm một cái góc nhìn của y học cổ truyền nữa. Với cái triệu chứng như của chị ấy thì mình bởi vì phải có cái bắt mạch hoặc là xem kỹ hơn. Tuy nhiên một trong những cái triệu chứng mà của đau nửa đầu ấy, đó là cái triệu chứng về can khí uất kết. Tức là cái gan nó làm chủ về lưu trữ tàng huyết, tức là toàn bộ cái máu nó nằm ở gan. Và cái việc mà điều phối cái máu đó lên trên cơ thể của mình, gan nó làm chủ rất mạnh. Và như chị biết là cái phần mà biểu hiện của chị mà tóc nó dễ rụng đó, gan vi nhuận ra tóc mà. Cho nên cái đấy là một trong những cái biểu hiện mà gan của mình nó cũng có vấn đề. Mà gan có vấn đề này thì thường nó là dạng cái suy yếu chức năng của gan hoặc là nóng gan. Thì không biết là cái trong cơ thể của chị cảm thấy bên trong nó nóng hay là mát hay là lạnh ạ? Nếu như mà đi khám định kỳ thì là chức năng gan mọi thứ vẫn bình thường. Bây giờ mình hỏi về cái câu chuyện hiện tại, đó là trong cơ thể của chị cảm thấy nóng hay là thấy lạnh ấy, hay là thấy mát hay thấy bình thường? Hiện tại là bình thường ạ. Rồi thế thì cái câu chuyện mà can khí uất kết, tức là khi những cái suy nghĩ của mình mà mình suy nghĩ về những cái vấn đề trong cuộc sống hay gia đình, hay thậm chí ngay cả cái bệnh lý của mình nó nặng quá, toàn bộ cái khí đó nó nén lại ở bên trong cái cơ thể của mình, nó không lưu thông, nó không điều hòa trong cơ thể được. Và cùng với cái nóng đó nó làm gọi là xung đột với cái gan của mình, và nó
chính là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên những cái tác gây lên những cái bệnh đau nửa đầu của mình rất là mạnh. Và chị có cảm thấy những cái lúc đó nó bị tức ngực nữa không? Dạ không ạ. Không có đúng không? Vâng. Đấy. Thế thì, thỉnh thoảng nếu căng thẳng quá thì cũng có cảm giác nó hơi tức ngực, nhưng mà ít khi lắm. Thì cái câu chuyện lúc nãy mà sư cô nói thì mình bổ sung thêm, chị hãy tập thở ha, hoặc là tập thiền. Trong cái yoga của chị thì chị chuyển sang cái vận động của cơ thể nó ít hơn, mà chuyển sang cái phần để ngồi tập về hơi thở nhiều hơn. Bởi vì khi chị tập hơi thở, nó chính là tập điều cái khí ở trong cơ thể của mình. Và khi mình cho một cái hơi thở thật sâu ấy, nó đi vào tận bên trong và một hơi thở ra từ từ, thì cái áp lực đó nó sẽ làm cái máu, khí nó tạo áp lực thì cái máu, khí huyết nó cũng lưu thông tốt hơn. Và chắc chắn cái bệnh mà đau nửa đầu của chị, khi tập như vậy nó giải quyết được cả cái câu chuyện về khí huyết, nó giải quyết được cả cái câu chuyện về khiến cho giải quyết cái câu chuyện căng thẳng. Và dùng ở theo cái y học cổ truyền nó gọi là giải uất đấy. Thôi, chị sẽ kết hợp nhiều cái giải pháp. Và lúc nãy mình thấy có một ai comment ở trong đây là rất là hay, nhưng mà phải kiên trì chứ nếu không thì không được. Đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta phải làm. Cô nói cái này là chắc chắn là xong cái việc cô nói xong là bạn sẽ ngộ ra ha. Dạ vâng ạ. Không biết là bạn đã có nghe cái buổi chia sẻ nào của cô về năng lượng của nhân viên chưa ạ? Năng lượng nhân viên cô hả? Ừ. Năng lượng nhân viên, năng lượng giám đốc, năng lượng chủ đầu tư, bạn đã nghe chưa? Dạ con chưa nghe cô ạ. Thì thôi để cô nói sơ ha. Dạ vâng ạ. Trong cơ thể của bạn mà bạn đang chạy theo cái phần thân á, đau cái này, đau cái kia, đau cái nọ, tất cả cái đau đó đó, đó là nhân viên. Cái thân này là nhân viên hoạt động rất là tích cực và chăm chỉ. Còn cái phần mà điều phối nhân viên là ban giám đốc á, ban quản lý á, thì nó ít hơn, nó khoảng vài ba người thôi. Giám đốc chừng 3-4 người, nhân viên thì đông đúng không? Dạ vâng ạ. Thì rất đông, mà giám đốc thì có 3-4 người, còn chủ đầu tư thì có 1 thôi bạn. Chủ đầu tư thì có 1 thôi, nhưng mà ít xuất hiện. Giám đốc thì cũng không ai biết nữa, giám đốc thì cũng không dễ thấy, nhưng mà nhân viên thì thấy đài đúng không? Bạn bước vào công ty thì bạn thấy nhân viên rất là đông đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy thì hỏi bạn là bạn làm việc với nhân viên thì bạn có ký được hợp đồng nào không? Chắc chắn là không. Bạn đi vào bạn gặp nhân viên thì nhân viên này chỉ tới nhân viên kia chỉ hoài, hợp đồng cũng không được ký. Nhưng mà bạn làm việc giám đốc còn hy vọng ký được, ít nhiều hơn, đỡ mệt hơn. Còn bạn làm việc với chủ đầu tư thì bạn ký hợp đồng cái gì? Ký một cái là chắc cái nào ký cái đó, là chủ đầu tư quyết định hết. Chủ đầu tư là cái đầu mình, đầu tiên là mình phải làm chủ những tư duy ở trong đầu mình. Bây giờ mình nói cho bạn hiểu rõ là vì sao bạn đã bị như vậy, như nhân gốc. Đây cô kể câu chuyện cũng tương tự như bạn mà còn nặng hơn. Ngày trước cô có một bạn có đứa con bị máu loãng, và bạn biết rằng là đứa bé bị máu loãng tới 30 tuổi là ra đi. Người mẹ thì bán hết, người mẹ thì có một cái nhà hàng hải sản vi cá, là bạn biết rồi. Và đi chữa con thì bán hết xe hơi này tới xe hơi nọ, bán thậm chí cả nhà máy bê tông, bán rất rất nhiều thứ, mà thậm chí là từ xe xịn đổi tới xe đi được 4 bánh thôi. Chạy đi khắp nơi chữa bệnh hoài cho con không hết. Tới một ngày gặp cô là hết rồi. Điều quan trọng nhất là cô kia đầu tiên dẹp ngay cái nhà hàng vi cá. Vì một ngày bạn có thể lời cả 1 tỷ đồng trong cái nhà hàng đó, nhưng không đủ tiền để chữa cho con.
Đứa bé bị máu loãng thì cứ phải bơm máu, giống như uống nước suối vậy đó. Bạn tưởng tượng uống nước suối bạn uống làm sao thì đứa bé như vậy. Và từ khi nhỏ cho tới lớn thì đứa bé, cái giấy mà bill tính tiền của bé thì phải nói tính từ trước. Thì cứ, cứ bất cứ vấn đề gì cũng phải vô truyền máu liên tục. Uống máu như uống nước suối La Vi vậy đó. Bạn cũng biết là chỉ nuôi bé tới 30 tuổi là không có cách nào. Thì bạn cứ đi chữa hoài rất là khổ. Thì ngày gặp cô chỉ nói hai việc, và đến nay là bạn rất là hạnh phúc và con bạn đang ở bên Úc. Và cái đứa sau á, người ta nói chắc chắn người mẹ là đẻ đứa nữa thì cũng bị, và đứa nữa bạn đẻ năm 45 tuổi và không hề bị máu loãng hay sự chỉ dẫn của cô luôn. Thì đứa sau là bạn ăn chay, và đứa con trai thứ hai thì không hề bị máu loãng. Mà trong khi y khoa đã tắt, coi như xác định 100% đứa sau cũng bị máu loãng, cho nên là không dám đẻ. Nhưng mà tới khi gặp cô 45 tuổi, cô nói có muốn gì thì thay đổi ngay từ đầu. Và bạn đã 45 tuổi mà vẫn hy vọng theo lời của cô, và đã ăn chay và đã đẻ ra một đứa bé đến bây giờ mười mấy tuổi không bị. Đây là câu chuyện cách đây 20 năm. Nhưng mà cái bí kíp của cô chỉ bạn là như thế này. Bắt bạn làm ba việc. Thứ nhất là việc nhà hàng. Thứ hai là đi xây giếng, xây cầu. Là vì giếng với cầu đó là cái nhân quả bạn phải đền bù. Và thứ ba là vì cô nói một câu mà bạn mẹ giật mình luôn. Cô nói đứa con chỉ là quả của con thôi. Và bản chất là tại con là cái người thích ăn tiết canh, ăn máu. Nói sao cô biết con ăn tiết canh hay vậy? Mà ngày xưa bạn ăn tiết canh, bạn nói đúng là con là người thích ăn tiết canh. Và tất cả các bà mẹ của những đứa trẻ bị máu loãng đều là dân ăn tiết canh hết. Thì con ăn sướng cái miệng con thì con đổ máu trả lại hết chứ có gì đâu. Vậy chỉ bằng một tí con ăn sướng cái miệng con mà con đổ liên tục không có gì. Thì bạn cũng phải coi lại chuyện này. Tại sao mà bạn bị cái việc này trong cái kinh kỳ? Thật ra người phụ nữ mà bị kinh kỳ cũng là cái nghiệp sát rất là nhiều. Đàn ông không bị là vì nghiệp sát đàn ông nhẹ hơn. Là người phụ nữ phải trả cái phần máu đó, nó cũng là một vấn đề của nhân quả âm dương. Và nếu như bạn hiểu chỗ này, bạn biết rằng mình phải làm gì rồi ha, bạn nghe câu chuyện cô bạn có hiểu rồi đúng không? Không phải thay đổi mỗi cái đơn giản là sinh hoạt giờ là bạn thay đổi thì bạn sẽ có một cái tương lai tốt nào rồi đó. Nhưng mà bạn cũng phải có những cái phần công đức nữa. Chứ không phải đơn giản là bạn làm mỗi cái chuyện đó đâu. Bạn cũng phải có phần công đức. Thì tại sao cô biểu bạn cô đi xây cầu, xây giếng miễn phí cho bà con? Và bạn đó đã làm gần cả mấy trăm cái cầu cái giếng cho bà con. Thì từ đó đứa con bạn nó được qua Úc, và bây giờ có thể là bé sống qua 30 tuổi không có vấn đề. Và thật sự ngày xưa chưa làm cái công đức đó thì bé ở Việt Nam rất là khó khăn luôn. Vì tiền càng ngày càng ớt mà bệnh bé càng ngày càng tăng. Số lượng bé vô truyền máu huyết học càng ngày càng tăng. Mà bỗng nhiên khi bạn làm công đức rồi thì bé được tổ chức của Úc đưa qua bên Úc. Và được nuôi lo hết. Đó là một sự thật về công đức. Mình thay đổi là mình phải thay đổi cả phần công đức. Nhiều thứ lắm. Nói cho bạn hiểu là nó liên quan tới bên ngoài và bên trong, cái năng lượng trong và năng lượng ngoài rất là nhiều. Ở đây không có đủ thời gian để cho bạn nghe một bài về năng lượng. Nó cũng khá nhiều thời gian, mất 40 phút. Sáng nay cô mới đưa lên trên trang một tí cho các bạn. Thì nó mất khoảng 40 phút để nghe về năng lượng, để hiểu biết. Thì bạn tạm thời tránh những cái năng lượng làm hao tổn tới máu ha. Dạ vâng ạ. Những cái gì tổn tới máu mình tránh hết. Dạ vâng. Rồi bạn làm được những việc gì mà liên quan tới cứu người như dòng máu thì bạn hãy làm, chẳng hạn nguồn nước, nguồn giếng, làm cái việc mà giữ tiết kiệm nước. Bạn làm được cái gì bạn cứ làm thì nó cũng góp phần cho bạn mau, và bạn phải phát nguyện
Thường thì cô chỉ các bạn là 3 tới 5 giờ sáng là giờ của duyên khí dạy và phát nguyện làm thiện nguyện từ trái tim mình. Mình muốn làm cái gì sau khi mình hiểu nhân quả thì mình hãy làm đúng cái điều mình mong ước đó là nó mới thành tựu. Và tất cả từ giờ phút này mình hiểu là những cái việc ở trên thân nó đi với dấu trừ và dấu chia. Có nghĩa thân thì nó cứ đau, nó đau là dấu trừ đó bạn. Bạn hiểu không? Và bạn làm việc với tâm trí thì nó đi với dấu cộng và dấu nhân. Tâm là dấu cộng, trí là dấu nhân. Bạn làm cái gì với tâm trí thì nó thành dấu cộng, dấu nhân. Nhưng mà rất là nguy hiểm nếu bạn nói một cái câu là bị đau đầu kinh ni không hết thì nó cứ cộng nhân lên thôi à. Ai hỏi dạo này đau đầu còn không thì bạn biết bạn phải trả lời như thế nào không? Nếu bạn trả lời như thế nào thì bình thường, chả đau gì cả. Chuẩn. Và nếu như vậy thì nó sẽ cộng và nhân lên. Cho nên tại sao mà ba cô cầm ly nước và cứ nói là mắt sáng ra giờ không, Covid không có điều kiện để đi ra Hà Nội nhỏ mắt của chỗ bạn tên hay làm bất cứ điều gì nữa thì ông chỉ cần lấy nước là chữa lành thôi và mắt ông sáng rõ. À, cứ vậy thôi. Giờ ai dạ hỏi em nói là cảm ơn nước dạ thì con xin cảm ơn sư cô. À con nghĩ chắc là bạn rồi, tổ chức nhắc rồi. Sư cô. Dạ vâng, con cảm ơn sư cô nhiều ạ. Cảm ơn mọi dạ. người ạ. Dạ. Dạ rồi, vậy thì tiếp theo em xin mời chị Thùy Hương để lên để đặt câu hỏi cho mình nha. Xin cảm ơn chị Liên. Chị Hương mở mic đi ạ. Dạ được rồi ạ. Dạ. Con chào sư cô và chào các thầy, chào các tất cả các anh chị em ạ. Con xin có một câu con xin hỏi một chút về tình trạng bệnh của con ấy ạ. Con có khá là nhiều bệnh ấy. Con bị cái bệnh là thalassemia, con thiếu máu do sắt, rồi con có bị viêm gan B, con bị trào ngược dạ dày. Thì hiện tại thì cái cơ thể của con khá là gầy yếu. Con bị rụng tóc và chân tay lạnh ấy, thì con cũng đã có tập ăn phần thực vật được khoảng hơn một năm nay, nhưng mà cái cơ thể của con nó cứ không có lên cân được. Hiện tại bây giờ là con được 35 cân trên 1m56 và cái trào ngược dạ dày của con nó cứ tái đi tái lại. Con ăn thì con cảm thấy ngon miệng nhưng mà cái bụng thì nó lại cứ ấm ách khó chịu và con muốn được tư vấn ạ. Dạ, cảm ơn. Chắc Hồng Trân xin phép có giúp cho bạn một tí nha, rồi nhờ các thầy các cô rồi soi sáng thêm ạ. Rồi chào Thùy Hương. Mình mới vừa đo năng lượng cho Thùy Hương thì năng lượng của Thùy Hương tầm 120. Vấn đề của Thùy Hương á, là ăn thuần thực vật, ăn chay là rất tốt rồi. Nhưng mà còn phải ăn thêm thức ăn quân bình nữa. Quân bình cân bằng. Ha? Thức ăn cân bằng. Thì bạn mà muốn mập lên á, thì đường ruột bạn còn phải tốt. Còn phải sạch, còn phải khỏe. Thì bạn mập lên. Và nó và đường ruột thì nó tương tác sinh ra máu. Nó tạo ra máu luôn. Và thức ăn thì sinh ra máu. Máu thì sinh ra bệnh. Thì bạn đã có trước đây thì bạn mới chỉnh qua thức ăn tầm một năm rồi thì khá tốt rồi, nhưng mà vẫn chưa đạt được thức ăn quân bình. Thức ăn cân bằng âm dương, và thức ăn cân bằng âm dương của nó là cốc loại ha. Nên bạn hướng về ăn thực phẩm cơm lứt nè, cơm lứt bạn nhai ít nhai chậm, và bạn nên thì nhai thêm hạt gạo trời, hạt gạo lứt để cho tí nước bột đó, nó thẩm thấu vào đường ruột, nó chữa lành. Hồng Trân đã giúp cho một học viên, một vị là 10 năm ăn thực dưỡng thì không tăng được lượng một ký nào. Sau khoảng 4 tháng thực tập thì nhai, ăn uống cân bằng, bạn lại tăng lên 5 ký. Dạ, tăng lên 5 ký. Ha. Vậy Thùy Hương, câu chuyện của Thùy Hương á, và hồi xưa cái đây cũng tầm 6 năm, có một vị mà đó là khi mà thiếu hồng cầu, và chuẩn bị sinh tầm khoảng 7 ngày nữa và phải vô bệnh viện sinh. Và khi vì đó ăn uống thực dưỡng cân bằng
thì bạn đã điều chỉnh máu huyết lại cân bằng nha. Nên Hồng Trân nói thêm nữa, những liệu pháp nãy giờ ban tổ chức có nói, đó là phơi nắng, đó là đi chân không, đó là ôm cây, đó là thiền rửa chân, đó là chôn cát, hãy tiếp xúc với thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Và đặc biệt hãy nhai thật chậm, nhai từ từ thức ăn, không phải ăn nhiều để mập đâu ạ. Mà ăn phù hợp, ăn đúng, ăn đủ để đường ruột hấp thu tốt thì bạn mới mập, mập rồi khỏe, máu khỏe thì thân tâm bạn sẽ khỏe. Rồi cảm ơn bạn, cảm ơn chúc Thị Hương sớm sẽ nâng cao tầng năng lượng mình lên và sẽ thật là khỏe mạnh bạn nhé. Em cảm ơn ạ. Rồi, có mời sư cô hoặc là anh Thịnh hoặc là thầy Đạt cho thêm ý kiến về trường hợp của chị Hương với sư cô. Con mời thầy Đạt đi không? Hãy chị nói cái bệnh gọi là thalassemia có phải là cái bệnh mà tan máu bẩm sinh không ạ? Dạ vâng ạ. Vì như Đạt biết thì cái bệnh này mà nếu mà không điều trị ấy, thì thường là cái tuổi thọ chỉ rơi được vào khoảng tầm từ 15 đến 20 tuổi. Mà chị phát hiện ra là từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Em mới phát hiện ra cách đây 2 năm ạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em 43 tuổi. Em 43 tuổi. Vâng, em mới phát hiện ra cách đây 2 năm. Thì em có đi xét nghiệm ở bệnh viện huyết học trung ương á, thì các bác sĩ là chỉ cho uống thuốc thôi ạ, chỉ cho uống thuốc là vitamin tổng hợp với cả bổ sung thêm sắt thôi. Người diện ngồi trực để trả lời bác sĩ hết à? Bác sĩ với cả thầy thuốc đông y, cả thực dưỡng. Nhưng mà dài mọi người làm tỉ mỉ thế này thì... Quyên ơi, Quyên im lặng trong không gian, các em để ý tí xíu, ý thức trong điều đó tí xíu. Chia sẻ với chị Hương một chút ha. Mình thì không hiểu về cái bệnh này để hỗ trợ, nhưng mà với cái thông tin mình biết ấy, thì điều trị cái bệnh này nó rất tốn tiền, nó có thể đến hàng tỷ đồng là rất bình thường. Và giống như là lúc nãy mình chia sẻ đó, không có cái điều trị thì với những mà trẻ em bây giờ hay sàng lọc bẩm sinh đó, mà không có điều trị thì đôi khi bởi vì bệnh này nó mang tính là bẩm sinh thì có khi là rơi vào 15 đến 20 tuổi thì đã, tức là cái tuổi thọ mà với cái bệnh này nó chỉ thống kê được ở cái mức như vậy. Vậy mình mới đặt câu hỏi là tại sao bây giờ mình 43 tuổi, tức là năm 41 tuổi mình phát hiện. Và so với những cái điều kiện chung bình thường mà mình không biết, cũng coi như là không có điều trị, thì mình đã gần như gấp đôi và hơn gấp đôi cái số tuổi mà thống kê đối với cái bệnh này. Vậy thì chị thử đo thử xem cái khoảng từ 41 tuổi đến 43 tuổi khi mà chị phát hiện ra bệnh này thì cái sức khỏe của chị so với cái khoảng thời gian trước đó, ví dụ lấy từ 38 cho đến 40 tuổi đi, thì hai cái khoảng thời gian này so sánh với nhau thì chị thấy thế nào? Em phát hiện ra năm 41 tuổi thì từ cái thời điểm đó đến nay là em ở trong cái tình trạng sức khỏe rất là tệ, nên em không đủ sức khỏe để làm việc, em phải nghỉ làm. Mà trước đó, 2 năm trước đó thì mình vẫn đi làm và sức khỏe vẫn bình thường được đúng không? Vâng, thực ra từ bé thì cái em cũng là cái cơ thể không thể là khỏe mạnh rồi. Thế nhưng mà đến trước 41 tuổi mình so sánh hai cái mốc thời gian đó. Mốc thời gian, vâng. Ví dụ mình lấy là mình lấy một cái năm ở giữa không tính, là trước đó 2 năm là 38 đến 40, là 41 cho đến 43. Thì trước đó là chị vẫn đi làm bình thường được đúng không? Em vẫn đi làm bình thường, mặc dù là không khỏe, không phải lúc nào cũng khỏe lắm, nhưng mà có nghĩa là em vẫn có thể đi làm được. Thế còn từ cái lúc 40, em phát hiện ra cái bệnh đấy là bởi vì em bị mệt quá, em không thể nào mà em đi làm được.
là em đi xét nghiệm thì nó mới ra cái bệnh đó. Thì từ cái thời điểm đó đến nay là em không có đủ sức khỏe để làm cái gì cả. Em đi lại và thở đều phải gắng sức. Đấy, đấy chính là cái câu hỏi mà mình muốn gợi ý để chị nhận ra một cái vấn đề. Dạ. Là tại sao sau khi chị phát hiện ra bệnh, chị có được điều trị, chị có được uống thuốc, dù sao còn có điều trị hơn cả so với trước đây chị chưa bị. Và chị cũng chú ý đến cái sức khỏe của mình hơn, chị không phải đi làm nữa, chị được nghỉ ngơi. Mà tại sao cái bệnh nó lại xuống? Thì cái bệnh tan máu bẩm sinh đó nó không phải đợi đến 41 tuổi của chị nó bộc phát mạnh lên đâu. Yeah. Mà nó có cơ hội bộc phát mạnh lên để tàn phá cái sức khỏe của chị là bởi vì cái tâm của chị, cái suy nghĩ của chị nó bắt đầu không còn cái tự nhiên nữa. Nó bắt đầu thấy rằng là mình bị bệnh rất nặng. Giống như sư cô nói đó, bắt đầu mình tạo ra những cái câu chuyện cho chính cái cơ thể của mình. Rồi mình áp lực bằng cách là mình lo lắng thêm, mình sợ hãi thêm, rồi mình không đi làm kiếm tiền được. Toàn bộ cái sự lo lắng đó nó tạm gọi là một cái ẩn số mà theo cái cấp số nhân. Và cái bệnh của chị nó nhân lên. Thì đây chính là cái câu chuyện mà chị cần phải thay đổi. Thế tuy nhiên nếu mà mình không biết ấy, mà mình vẫn để như thế thì cũng không ổn. Thế thì dưới cái góc độ của mình ấy, là chị nên, nếu mà được ấy, thì cô Kim Sơn có tổ chức cái khóa thiền xả ly đó, để làm sao mà mình không bị dính mắc bởi cái bệnh lý của mình nữa. Thậm chí có những cái bệnh nhân mà Đạt có nói rằng là thôi anh cứ xác định luôn đi là trong cái bệnh lý này anh sống thêm được có một năm, và anh để cho cái tư tưởng của anh một cách thoải mái, một cách bình an và yêu đời hạnh phúc hơn. Thế từ đó thì họ quay trở về, họ trân trọng cái cuộc sống này, họ trân trọng cái sức khỏe này, và từ đó đi làm những cái điều thiện lành, đi yêu cái công việc của mình đang làm, mà sức khỏe nó lại tăng trưởng lên. Năm 2008 khi mà Đạt ở Trung Quốc ấy, thì có một cái người bạn, thì hôm đó bạn ấy bị ốm bình thường thôi. Bạn ấy đi khám thì mới phát hiện ra một cái khối u to bằng cái quả trứng chim cút ở dạ dày ấy. Thì cả ngày hôm đó, buổi sáng là bạn ấy vẫn đi chạy công viên với mình bình thường, khỏe mạnh, ăn uống mọi thứ bình thường. Nhưng chỉ sang ngày hôm sau thì chính bạn ấy không đi bộ được từ cái tầng 4 xuống tầng 2 để ăn cơm. Tức là cái sức khỏe trong cơ thể nó mất hoàn toàn để đi xuống hai cái lầu như thế để ăn cơm. Thì mình mới thấy rằng là trời ơi, cái khối u đó bác sĩ nói rằng ít nhất nó cũng phải có cỡ khoảng tầm 3 đến 5 năm rồi, mà tại sao trong một ngày nó tàn phá cái sức khỏe của cái người bạn đó đến mạnh như vậy. Như vậy chị thấy cái câu chuyện tâm lý nó quan trọng ha. Đấy, lúc nãy hình như thấy dạ, cảm ơn thầy Đạt. Em xin phép thầy Đạt em chia sẻ với bạn này một tí. Tại vì cái việc mà cái bệnh này thì Hồng Chân đã gặp được vài trường hợp rồi. Có một trường hợp là chắc chị Kim Sơn biết, đó là vợ của anh Lương Ngọc Trung, đó là chị Tự Dư. Hồi nãy có Chân cái chia sẻ cái đây cũng tầm hơn 6 năm là chị bị rất là khá nặng, là chuẩn bị sinh em bé. Mà khi mà ăn uống tầm khoảng 10 ngày thôi quay về cân bằng thì chị đã cái điều chỉnh lại máu huyết và chị sinh em bé bình thường. Và em bé bây giờ đã hơn 6 tuổi rồi. Và có một cái trường hợp là anh Tuân ở Cà Mau, ảnh bệnh đó, và một ngày phải uống 4 viên thuốc, một viên thuốc là 800 ngàn. Vậy mà khi quay về thanh lọc và ăn uống quân bình thì đến thời điểm này hơn 4 năm rồi anh vẫn sống tốt và khỏe mạnh. Một thông điệp Hồng Trân muốn nói chia sẻ cho chị và cho cả nhà, tức cái bệnh này á, nó có hai trường hợp, một là từ trong bụng mẹ và thứ hai là từ khi ăn uống mất cân bằng thì máu huyết nó mất cân bằng gây ra bệnh về máu đó. Dạ. Nên cái việc mà khi mà nếu mà chúng ta Tây y thì rất sợ bệnh này,
Tại vì vấn đề khác thì còn phải phải những cái vấn đề khác còn cắt, còn mổ, còn này kia. Bởi máu thì chúng ta chỉ thấy máu thôi đúng không ạ? Đó, nên còn vấn đề khi quay về ăn uống cân bằng, quay về thanh lọc, thì cái phương pháp này nó sẽ giúp cho cái bệnh này dễ chữa lành nhanh nhất. Và theo mà một bác sĩ sinh lý học người Đức, Dr. Nen, có nói rằng là xuất huyết cầu á, trong dịch huyết cầu của con người á, thì trong một giây á, thì đã hồi 2 triệu hồng huyết cầu. Vì thế thì tất cả huyết cầu trong vòng 10 ngày đã hoàn toàn thay đổi các bạn nhé. Cái này rất rõ ràng luôn. Đây là một cơ chế cực kỳ tuyệt vời. Vậy thì thức ăn thì sinh máu, máu sinh ra bệnh. Vậy thì cái đầu vào đó là thức ăn. Nếu thức ăn sạch và cân bằng thì máu huyết chúng ta sạch và cân bằng, thì bệnh tật trong vòng 10 ngày thôi, bệnh này đã thuyên giảm và đã giảm tầm 80% rồi. Kết hợp tập luyện, kết hợp đặc biệt là tư duy tích cực, giống như thầy Đạt mới chia sẻ, rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại vì nói ăn uống nó quan trọng, nhưng nó không bằng cái quan trọng bằng cái tư duy. Khi mà tư duy, một giây ấy, là một giây là một triệu hồng huyết cầu được thay đổi. Mà tư duy tiêu cực một cái, nó là axit rồi. Tức là một triệu hồng huyết cầu nó bị hủy hoại và nó bị axit hóa. Đó nên mặt của mình nó tái mét, xám xịt. Đúng không ạ? Nên bây giờ, phải thứ nhất, nghe được thông điệp, thông tin quan trọng là 10 ngày thôi thì máu huyết thay đổi tuần 1, thì chị phải cười lên thôi. Phải cười lên và vui lên, không còn giải pháp nào khác. Và lựa chọn thức ăn quân bình, cân bằng. Thì chắc là nếu được thì chị liên hệ với Cô Chân. Cô Chân sẽ hỗ trợ thêm cho chị. Nhà trường năng lượng này Cô Chân đưa cho chị á, cho chị là khoảng 120 đo năng lượng á, thì năng lượng rất là thấp. Dạ. Rất là thấp. Dạ. Nên năng lượng của chị nãy đầu á là còn 200 hơn, còn chị có 120 thôi. Ha. Dạ. Nên chị phải thay đổi cái trường năng lượng của mình và thay đổi cách ăn. Đó thì kết hợp thanh lọc thì bệnh chị dễ chữa lành lắm, rất là dễ chữa lành. Rồi, Hồng Chân xin có gì ban tổ chức xin gửi cho chị cái số của Hồng Chân. Rồi chị có thể liên hệ Hồng Chân support hỗ trợ riêng thêm cho chị. À, cảm ơn chị, cảm ơn tổ chức ạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Đã thấy chị Hương lúc nãy là nở nụ cười ngay rồi đúng không? Và hy vọng chị cười đi ạ. Dạ. Nhân cái năng lượng của mọi người. Thầy Đạt ơi, em cứ bị một cái khó chịu là về cái trào ngược ấy ạ. Nó cứ bị tái đi tái lại ở cái việc là dù em chỉ ăn một chút xíu thôi là nó đã đẩy ngược lên trên đến miệng rồi ấy. Em cứ bị cái khó chịu đấy thì em cứ cảm giác là em cảm thấy cái khó chịu đấy nó còn nhiều hơn về cái việc cái thái lát mình kia. Em bổ sung cho bạn luôn nha. Thì dạ. Nhai kỹ. Nãy là nói thông điệp, Công Chân sẽ gửi, nhưng mà bạn nhai kỹ thức ăn, tức là bằng thanh lọc và bằng thiền, bạn nhai. Tức là khi nhai tất cả thức ăn đa số là axit. Dạ. Nên bạn ăn nhai ăn ít nhưng mà nhai dối thì nó vẫn là axit và bị trào ngược. Bệnh trào ngược trong vòng 3 ngày thôi là bạn giải quyết được rồi. Bạn nhai giùm cho Cốt Chân một miếng cơm, một cọng rau, bạn nhai thành nước và nuốt. Giống như một ngày mà Mahatma Gandhi nói rằng hãy ăn tôi uống phải uống thức ăn. Bạn thực hành giùm 3 ngày đi, bạn sẽ thấy trào ngược dạ dày bạn giảm phải 80%. Dạ, đồng ý không ạ? Cười cái rồi, đồng ý là chắc tới chuẩn bị bắt đầu sáng mai thực tập liền được không ạ? Và bạn ăn thêm bột sắn dây để nó ổn định lại đường ruột bạn nhé. Bột sắn dây bắt á. Dạ, cảm ơn bạn. Ok. Rồi chắc là mời vị khác, để chúng ta hôm nay cực kỳ đông người giơ tay luôn đúng không ạ? Chúng ta nếu được thì chúng ta sẽ kết nối riêng để hỗ trợ riêng để cho những người khác cơ hội được hỏi. Cảm ơn thì Hương ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn. Anh Thịnh có ý kiến gì không? Dạ, cái trường hợp này thì con có một số ý kiến như sau. Ngoài cái việc mà trường hợp của chị á, là đòi hỏi một cái giải pháp tổng thể về mặt tâm lý thì chị liên hệ sư cô, về mặt y lý thì liên hệ với anh Đạt, hay là nhờ về thực dưỡng thì bạn liên hệ với thầy Hồng Trân. Thì theo cái kinh nghiệm của mình á, thì cái việc hỗ trợ cái việc trào ngược dạ dày, thì cái dạ dày của mình rất là thông minh. Khi mà nó trào ngược lên, nó báo cho mình biết là thức ăn của bạn ăn không phù hợp với cơ thể của bạn đâu. Bạn phải xem lại đi. Cái thức ăn của bạn hoặc cái cách ăn của bạn nó không phù hợp. Nó đang thay vì nó phải bóp xuống để nó đưa xuống ruột, mà nó báo lên, nó bóp ngược lên đó, là bạn phải xem lại đi, có vấn đề rồi đấy. Thì đó, mình phải đọc được và mình hiểu được cái cơ thể mình. Đó là cái cách mà nó đang báo cho mình. Còn về cái những ăn nên ăn cái gì cho chừng để cho nó sạch ruột này. Như anh Trân nói là
cái ruột nó sạch, nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng và nó tạo ra được máu. Thì những cái người mà bệnh ung thư, những cái người mà bệnh nặng, có những cái bệnh mãn tính kéo dài, thì gần như là 100% đều có bệnh lý đường ruột kéo dài, cái đường ruột rất là bẩn. Thì cái việc là ăn cái gì, tập ra làm sao để cho nó sạch cái đường ruột. Thì trường hợp của chị thì đưa ra cho chị thêm một số cái thực phẩm và chị thêm vào cái khẩu phần của mình. Thứ nhất đó là trái sung, trái cái quả của cây sung đấy. Nó làm cho lợi mật, nó làm cho sạch ruột và nó trái sung bổ thận. Nó là trái sung, chị có thể tìm ăn thêm trái sung ở các kiểu là xanh, tức là ăn sống ấy, hoặc là luộc, kho, xào nấu gì đấy, là một. Cái thứ hai là chuối tiêu xanh. Trong Nam thì gọi là chuối già, ngoài Bắc thì gọi là chuối tiêu. Nó còn xanh nhé, nó là khi mà chuối chín thì ăn vào rất là khó chịu. Nó là cái người mà dạ dày là ăn vào một cái là nó cảm giác là nó sốt, nó cồn cào, nó càng nó quặn trong bụng. Nhưng mà cái trái chuối tiêu, trái chuối già khi còn xanh thì ăn lại có tác dụng là chữa đau dạ dày. Vì đó là lưu ý. Là cái thứ hai thì ăn cũng có thể ăn sống, ăn chín, nấu canh. Rồi cái thứ ba là gạo lứt. Đó là những cái thực phẩm mà chị nên bổ sung thêm vào trong khẩu phần ăn của mình. Và ngoài ra thì kiêng là chuối già xanh này, và thơm, trái thơm, trái khóm, thì nó làm cho kích ứng, nó làm cho cái dạ dày của chị nó tệ hại hơn. Và còn thêm một cái loại nữa, nó là lá mơ. Lá mơ chị có thể bổ sung thêm vào cái khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Đó là sung là một này, chuối xanh là hai này, lá mơ là ba, gạo lứt là bốn. Đó là những cái thứ mà có lợi, nó làm sạch và làm khỏe hệ tiêu hóa lên cho chị. Chúc chị khỏe mạnh. Xin chào. Em cảm ơn ạ. Chắc là các bạn còn bổ sung gì thì cô hỏi chị vài câu thôi. Chị tự biết nguyên nhân vì sao chị bệnh chưa? Dạ con biết rồi. Chị nói luôn đi. Cái bệnh thalassemia thì con không biết được là vì sao, nhưng mà cái việc mà con bị sức khỏe như này là con hiểu ra cái nhân của nó là do cả một cái quá trình con bị căng thẳng kéo dài. Trước đó con sống mà cũng bị căng thẳng, mà con làm việc mà cũng bị căng thẳng. Rồi chị có giải pháp để giải quyết căng thẳng cho mình được không? Con cũng đang cố gắng, đang tập luyện ấy, tập luyện theo những bài cô hướng dẫn, tức là đọc những cái câu mà nhất tâm là tâm không động, thanh thản, an ổn, không sự phiền. Rồi là con tập bài nụ cười 21 nụ cười. Rồi là con cũng có tập thiền, con có tham gia cái khóa thiền của cô Kim Sơn cách đây 2 tuần. Con cũng đang tập. Chị đã thấy cái căng thẳng lo lắng, chị đã thấy căng thẳng lo lắng chị giảm được bao nhiêu? Con vẫn chưa thấy là giảm được nhiều đâu ạ. Thực ra trước khi mà được gặp cô với cả cô Kim Sơn trong cái khóa học cách đây 3 tuần ấy, của thầy Đạt, cô và cô Kim Sơn ấy, thì là con cũng đã có tham gia những cái khóa của thầy Thích Tâm Thành, thì con cũng hiểu là thanh lọc tâm. Nhưng mà con vẫn chưa ngồi được kiểu tĩnh tâm, chưa có hoàn toàn tĩnh tâm được. Con vẫn đang phải rèn luyện, và con cũng tập là nhìn mọi thứ nó theo nhân quả. Con cũng đang tập dần ạ. Chị mới nhìn được cái phần ngọn của nhân quả, cho nên chị cũng rất là cố gắng mà đều không được. Cái gì khó quá chị nên bỏ qua đi, đừng cố nữa. Cố quá là quá cố. Chị có bao giờ tập thư giãn không? Tập thư giãn ạ. Khi mà nó căng quá thì chị phải thư giãn nó, chứ tại sao chị lại cố nhét thêm điều nhiều điều nữa mà chị không chịu thư giãn nó. Ngay cả câu nói của chị và mọi gì của chị em thấy là cứ cố nạp thêm. Và hồi nãy chị trả lời với em là chị đã làm rất nhiều mà chưa có kết quả. Ngay khi chị nói câu đó là nó sẽ thành
dấu cộng và dấu nhân. Và mãi mãi chị sẽ không có kết quả nếu chị nói câu đó. Đấy là bài tập em nói mà chị không chịu hiểu. Chị muốn có kết quả chị phải nói câu gì khi em hỏi chị mà chị vẫn để một cái nhân là không có kết quả thì không ai làm cho chị được nữa hết. Chị là chủ đầu tư và chị đã ký hợp đồng mang cái tên không kết quả hoặc chẳng có kết quả hoặc không có kết quả thì ai giúp chị được đây? Chủ đầu tư ký hợp đồng, nhân viên tích cực làm việc cực lực mà chủ đầu tư không công nhận, làm sao mà có hiệu quả được chị? À, xin lỗi, cô đang trả lời thì có màn hình chia sẻ là đo năng lượng. À, ban tổ chức có tiếp tục ca này không hay là qua ca khác ạ? À, dạ, sư cô cứ tiếp tục với chị Hương đi. Sư cô cho trọn vẹn. Cô thấy đang chia sẻ màn hình cần đo năng lượng đó. Rồi, vậy thì chị đã hiểu tại sao cô hỏi chị cuối cùng không ạ? Bây giờ chị có làm thêm cái gì đi nữa, chị cố quá, chị cũng quá cố, làm thêm nữa cũng không được gì ạ. Khi mà mình làm hoài mà không được thì mình phải làm sao chị? Chị cứ làm thêm nữa là càng không làm được nữa thì mình phải làm sao? Rồi bây giờ em hỏi chị nè, hỏi lại chị nha, rồi em cho chị ký hợp đồng lại ha. Dạ. Từ khi chị thực tập, nào là thì lớp của cô Kim Sơn, lớp của 21 nụ cười, hay là làm thì được bao nhiêu ngày rồi chị? Dạ gần được 21 ngày. Khóa của cô thì là gần được 21 ngày, còn khóa của cô Kim Sơn thì gần được 2 tuần ạ. À, chị làm 21 ngày có kết quả tới đâu rồi chị? À, con đang có kết quả tốt. Tốt như thế nào? Con có cái chuyển biến trong trong tâm thức. Con biết nhìn cuộc sống vui vẻ hơn, thư giãn hơn. Chị có còn muốn hỏi gì nữa không? Dạ, dạ thôi ạ. Dạ. Thật ra nãy giờ phần thân của chị đã được giải quyết hết rồi. Tất cả những vấn đề đau bệnh trên thân là do dư axit cả rụng tóc, chỉ cần bổ sung chất chát là đủ thôi. Và nó không không quan trọng. Khi bữa nào chị đủ chất chát thì chị không có còn vấn đề đó. Nhưng mà lại dư chất chát thì lại cũng là một vấn đề lớn. Rồi lại thiếu chất chát cũng là một vấn đề. Mà tại sao mình không có chất chát thì là do mình lo lắng, căng thẳng. Và điều quan trọng là phải có khoảng cách giữa các bữa ăn. Bây giờ chị nghe có chân nói là nhai kỹ, chị ngồi chị nhai hoài, em hứa chị cũng không ổn luôn. Mà chị phải ăn có khoảng cách, muốn chữa hết bệnh thì khoảng cách giữa các bữa ăn phải từ 8 tới 12 tiếng là các bệnh ung thư cũng hết luôn. Đây là khoa học đã nghiên cứu và đạt giải Nobel năm 2016, đó là phương pháp autophagy. Và chị phải có khoảng cách giữa các bữa ăn để cho sao sự thư giãn xuất hiện, sự nghỉ ngơi xuất hiện, sự dừng lại xuất hiện. Chứ còn mà cứ ăn liên tục khổ lắm, không được nghỉ ngơi. Em ăn gà có một bữa mà em khỏe vô cùng. Và đây là trải nghiệm của riêng em. Chị lắng nghe, nếu chị thật sự muốn hết, em hứa không có khoảng cách bữa ăn từ 8 tới 12 tuổi 12 tiếng á, một ngày á, thì các bệnh sẽ khó hết. Và nếu ai thực hiện được khoảng cách giữa các bữa ăn từ 8 tới 12 tiếng thì các bệnh chấm dứt ngay tức khắc. Đó là thời gian đủ để tạo kiềm trong cơ thể. Và nếu mà chị hiểu biết chỗ này, còn thậm chí muốn lên cân dễ lắm. Cháo bổ máu của em ăn tháng lên 4-5 kg. Em ra ngoài Hà Nội thực tập cho các bạn. Hiện nay các bạn vẫn đang thực tập rất tốt luôn. Cả một công ty, cả con chó mà đang ăn rất là
không chừng mực mà rất là nhiều bệnh và ói mửa liên tục, con chó liên tục ói trong vườn. Ngày hôm nay con chó ăn ngày một bữa mỗi cháo bổ máu thôi, vẫn khỏe và chạy tốt và vẫn không có bị ói nữa, không bị mửa nữa. Động vật cũng vậy, con người cũng vậy, bữa ăn nó phải có khoảng cách để chữa lành và có khoảng cách để làm duy tính thôi. Và cái bài này em sẽ chia sẻ rất là sâu, nếu có điều kiện thì thời gian không có em chỉ nói chị giải pháp thôi. Làm gì làm em không biết, cứ ăn vặt là không có hết là tăng bệnh, ăn nhiều là thành bệnh nhân mà ăn ít là bác sĩ. Chị ăn thế nào để cho cơ thể được nghỉ ngơi, bao tử được nghỉ ngơi, thư giãn, thả lỏng ít nhất là 8 tiếng đến 12 tiếng khoảng cách giữa các bữa ăn, đó là phần em bổ sung. Còn thật ra nó cũng không quan trọng luôn. Khi mà chị cân bằng tự động chị không có nhu cầu nạp thêm đâu. Giống như em mà cân bằng thì không có nhu cầu ngủ nhiều, không có nhu cầu ăn nhiều, mà cảm thấy hưng phấn và tốt đẹp, khỏe mạnh, năng lượng, càng không ăn càng khỏe, càng ăn càng mạnh. Đó là thật á, trải nghiệm thì hạnh phúc lắm. Nhưng mà nước thì phải uống có phương pháp, chứ em cũng uống nước không có nhiều, nhưng em uống ngày có vài ly, nhưng mỗi ly là có chất lượng của nó. Mỗi ly đều có sự, thậm chí em nãy giờ có một ngụm nước duy nhất, từ chiều giờ luôn một ngụm thôi, nhưng ngụm nó hoàn toàn chất lượng. Và cái bữa buổi sáng dậy thì thật ra nhai thóc thì có thì tốt, còn không có, trước khi có biết thóc là nhai thì nó có đối tượng thôi. Trước đây em vẫn sáng dậy, một động tác cân bằng tuyệt đối của em là sáng dậy nhai nước miếng giả, đánh răng 36 lần. Trong cuốn sách của giáo sư Đỗ Tất Lợi có ghi bài thuốc này, cứ đánh răng giả 36 lần, lấy răng, lấy cái lưỡi á, đẩy hết cái khoang miệng. Đó gọi là phương pháp làm khỏe quả tim. Cái lưỡi mình đại diện cho quả tim, răng cổ mình, tất cả trong cái khoang miệng mình giải quyết được hết mọi việc mà. Xong rồi làm tất cả để nước biến nó ra và chữa lành hết mọi thứ luôn. Và nước biến là một giống như tiếp tân trong nhà, khi mà tiếp tân có thì mới dẫn chị đi tham quan được cái nhà đó. À, cái gì mà không hoàn thiện với nước miếng thì không ổn. Nên sáng em thường là nhai giả và đánh răng. Sau này có thóc thì nhai thóc, không có thì bữa nào cũng có thì làm, có thì coi không chính mắt. Nhưng mà em nhai nước miếng là thường xuyên, là động tác đầu tiên khi em thức giấc lúc 2 giờ. Và cái chuyện này không ai làm cho mình hết, mình làm thôi. Sáng dậy 2 giờ nhai nước miếng nút ực vô 3 lần là đủ khỏe, cả ngày không ăn cũng khỏe nữa. Đó là chia sẻ rất là chân tình với chị. Còn em khuyên chị một điều thôi, thư giãn càng nhiều càng tốt. Và chị chỉ có, chị có rảnh thì chị không thư giãn được, chị mở bài thư giãn thả lỏng tế bào của em cũng mất khoảng 10 phút chị nghe. Tôi đi tôi lại, em cũng không biết cách, tôi đi lại làm có 10 phút thôi. Thì chị cứ cho nó quay đi quay lại, đến khi nào chị hoàn toàn thư giãn thì các tế bào được nghỉ ngơi và các tế bào tự biết nạp đồ gì, tự biết ăn cái gì, tự biết nếm vị gì, tự điều chỉnh rất là nhẹ nhàng. Ở bên trong mình là một bác sĩ tuyệt vời. Và khi mình nghỉ ngơi thì bác sĩ bên trong sẽ làm việc, mà còn mình làm việc hoài, bác sĩ không có làm việc đâu. Ở bên trong mình có một vị bác sĩ, chỉ cần chị nghỉ ngơi thôi là bác sĩ bên trong hoạt động vô cùng tích cực. Và chị ngồi chị nghe bác sĩ hoạt động mà tuyệt vời lắm luôn. Em có trải nghiệm rất rõ. Lần bữa đó em dọn dẹp rất là nhiều, lần Tết em dọn dẹp từ 5 tầng lầu nhà em đi xuống lao đó, tới toilet tới 10 giờ tối là em bắt đầu cảm thấy miệng nó đắng. Bình thường thì với một cái người đông y thì thấy miệng đắng thì mình đi làm những động tác như là chanh rồi muối rồi các kiểu á. Nhưng hôm nay không đủ sức để đi xuống, để xuống dưới bếp ở dưới chợ để lấy nữa. Thế là em bắt đầu trải nghiệm phương pháp giải Nobel năm 2016, đó là phương pháp autophagy. Em nói sáng mình ăn lúc 10 giờ, bây giờ là 10 giờ tối rồi, thôi mình nằm trải nghiệm tới 10 giờ sáng mai. Và chị biết không, đúng 11 giờ bác sĩ hoạt động, em nghe từng cái vấn đề bên trong nó được giải quyết luôn. Từ đầu tiên là nó bắt đầu bên phải, nó qua bên trái, bác sĩ đi đâu em cảm nhận được hết.
và cái miệng nuốt tới đâu giảm đắng tới đó. Và đúng 10 giờ sáng ngày hôm sau biến mất cái cảm giác mất cân bằng gì, vẫn bình thường nhưng mà nó cân bằng lại đúng 10 giờ sáng hôm sau. Và đó là một cái hạnh phúc nhất của em đó, là mình không làm gì mà nó tận hết. Còn ngày xưa mình cũng phải làm nhiều thứ, ít ra là cũng biết thuốc thì làm thuốc, biết cái này cái kia thì làm, nhưng mà nó cũng mất 1-2 ngày. Đó là do biết á, còn không biết thì thả lỏng ra thì cũng 7 ngày hết cảm chứ có gì đâu chị. Đơn giản lắm, biết thuốc thì uống 7 ngày, không biết thì cũng 7 ngày tự hết, nó có quy trình hết của nó. Nhưng mà bác sĩ bên trong thì chỉ làm nhanh nhất, còn làm bên ngoài thì nó lâu. Giống như là chủ đầu tư thì ký hợp đồng lẹ hơn vậy đó. Còn chị làm với rất nhiều nhân viên ở bên ngoài và rất nhiều cái ngoại cảnh chi phối thì chị làm cực lực và em rất là thương cái điều này. Chính vì thương mà em mới tìm tất cả các bạn. Thật ra là cái duyên là sáng vừa qua thì bạn Thịnh có nhắn tin là gọi điện luôn và nói là sư cô con đã hoàn chỉnh cái hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư theo sách Thọ Tưởng Hành Thức. Em tính là hôm nay bạn sẽ chia sẻ cái đó rất là hay, nhưng mà rồi rốt cuộc không có cơ hội cho bạn thì cứ chạy theo năng lượng nhân viên, chạy theo các đòi hỏi và mong muốn của mọi người thì cứ phải chạy theo. Đúng ra em cũng chẳng muốn nói thêm nữa, nhưng mà mọi người cứ chạy theo cái mà mình phục vụ, chạy theo cái thân đó, mà đánh cái thân này nó gây họa và nó chỉ có dấu trừ với dấu chia thôi, mà càng làm nó thì càng mệt mỏi. Bữa nào chị thử buông cái thân này xuống, giả sử mình chết đi, đó là tại sao em có cái tiền chung sống. Giả sử mình chết đi, chị sẽ thấy sau cái chết là sự sống cực kỳ mãnh liệt, rồi sinh rồi tử, mà tử rồi sinh thôi. Chị thử cho mình phép mình chết đi, cho nó nặng nhất đi, cho nó đau thật là đau đi, và chị ngồi chị nằm chị hỏi tận cùng của nỗi đau này là gì, tận cùng của cái vấn đề này là gì, lên tới tận cùng đi. Chị lên tới tận cùng đi và chị biết là nếu chị số chị còn phải học bài học thì chị còn sống, mà số chị hết là chị ra đi hết. Bài học chị còn học thì chị thấy là chị còn sống. Và cái thật sự em muốn chia sẻ với chị, ngay khi chị thấy mình còn sống để học bài học, những cười cái thật sự ngày xưa em chả hiểu chuyện này. Có một lần em mệt lắm, 12 giờ khuya vừa đi giúp người về, em leo lên cầu thang không nổi, em chỉ ở trên sân thượng. Em leo lên không nổi xong em mới nói, giờ không thở đúng không, bớt mũi cho chết. Em bớt mũi em cho em chết, nhưng mà nó tự động thở, chị tự động nó vươn tay ra và nó thở. Giờ em hỏi nó thở không, có đi lên không. Giờ em không cần phải nói nhiều nữa, hỏi thở không, không thở chết ha. Rồi bớt mũi cho chết. Vậy mà không chết chị, nó đi lên mạnh mẽ hơn. Nó thấy em bớt mũi nó đi lẹ lắm. Nhân viên là vậy đó, chủ đầu tư phải ra quyết định. À, chị cho chết đi một lần rồi chị biết là nó đâu thể chết được khi nó còn bài học. Mà nếu chị còn bài học chị phải biết ơn. Cho nên dạo này ngay cả sáng đọc ước nguyện, ngày xưa chỉ đọc ước nguyện là đọc ước nguyện, bây giờ mỗi cái câu đọc ước nguyện mình thấy mình còn sống. Và mình đọc ước nguyện là mình không có bị câm, mình còn sống. Mỉm cười sau mọi câu nói, mỉm cười sau mọi cái đó mới là 21 nụ cười em muốn chia sẻ. Chứ không phải là ngồi nghe răng cười rồi không có hiểu. Chị biết khi mà chị còn nói chuyện được là chị còn sống, mừng hơn cái người đang ngắt ngát, mừng hơn cái người thở không nổi rồi thì mỉm cười cái đi. Từ nãy giờ chị thấy em ngồi em nhìn mọi người em cười rất là vui, vì em thấy là mình còn sống để tương tác với mọi người. Mà em thấy là chị rất là căng, thở lỏng ra cảm nhận chị căng lắm. Cho nên là chị làm ơn mỉm cười. Mà mỉm cười không phải là mình cái gì cao sang hết, chỉ là mình biết mình còn sống, mình hạnh phúc hơn những người đang hấp hối, mừng lắm rồi. Nói một câu cười một cái, đó cũng là 21 nụ cười. Đâu phải tập cái gì đâu mà cố gắng, chị cực lắm. Thư giãn, không cố làm gì hết. Được không chị? Dạ. Rồi bây giờ em hỏi lại nha. Từ khi chị nghe nói là chị có quyết tâm như thế nào, và chị ra quyết định cho chị hết bệnh chị trong bao lâu, chị làm luôn bài này cho em. Làm được mà. Cái chủ đầu tư quyết đi, nhân viên thi hành à.
con chị không biết, chị chần chờ thôi, chị cứ ở đó nuôi bệnh em chị. Con quyết làm trong 10 ngày. Và 10 ngày đó chị làm gì? Con sẽ để cho 10 ngày đó chị làm gì và chị quyết cái gì. Tự nhiên chị nói con quyết 10 ngày, không ai hiểu đâu. Hợp đồng thì lơ lửng thì không ký được. Con quyết là hết bệnh trong 10 ngày. Hết bệnh gì? Hết bệnh trong ngực dạ dày. Hết bệnh máu, hết bệnh căng thẳng. Rồi, hết, trào ngược dạ dày hết, bị má hết thì thôi ạ. Bạn cần phải làm gì, hợp đồng cũng phải có cần làm gì chứ. Dạ, con cần làm ăn, cần ăn, ăn cách 8 tiếng, ít nhất là 8 tiếng một bữa. Nhai kỹ, nhai nhuyễn như nước. Uống nước có lắng tâm, thả lỏng cơ thể. Chắc là 10 ngày hết không? Sao chị mạnh mẽ thế? Em nghĩ 21 ngày thì chị 10 ngày là chị phải làm. Đâu có được thả lỏng đâu chị, căng đó. Thả lỏng ra, thư giãn dạ. Chút, không vội vã. Dạ. Tích lũy bao lâu rồi mà tại sao căng chi cho 10 ngày dữ vậy? Áp lực dạ. Ghê lắm đó. Vậy thì còn có thể gia hạn được hợp đồng không ạ? Tại dễ. Dạ. Chị ký, chị làm chứ em có làm đâu. Nhân viên dạ. Chị nghe. Thật ra mọi thứ là nhân viên đều đang nghe hết. Nhân viên là các tế bào trên cơ thể chị. Yeah. Thật ra thì không có bệnh nào đâu, không có bệnh gan, bệnh trào ngược, không có bệnh dạ dày gì đó. Dạ, em nói chị luôn, chỉ có tế bào khỏe và không khỏe. Một tế bào khỏe thì cần có cái gì? Vậy thôi. Một tế bào khỏe thì cần có đi đúng bốn điều thôi: tinh thần, thực phẩm, tập thể dục và những cái thuốc là những cây cỏ xung quanh mình đang có sẵn nha. Không đi tìm thuốc, không đi vay. Thuốc là giống như em nuốt nước miếng cũng là thuốc đó chị. Em nhai nhuyễn cũng là thuốc đó. À, tất cả những cái điều mình suy nghĩ. Thật ra tích cực là tích, nóng cực. Tiêu cực là tiêu hết cái cực đó. Nói như đó em cũng là thuốc rồi. Đó là phần tinh thần của em rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ tới cái phần thực phẩm thì chị làm giống như nãy giờ chị nói. Và phần tập thể dục thì chị có những cái bài, chắc là phải ngoài cái bài trí não hồi nãy của bạn Thịnh thì chị có thể tham khảo thêm bạn Thịnh những cái bài về cuộc sống rất hay, nhiều bài nữa. Không biết bạn Thịnh có chia sẻ bài cuộc sống luôn không hay là nó dài không? Dạ, cái này đòi hỏi với thời gian cô ạ. À, khoảng bao lâu cơ? Nó phải có một cái thời gian, một cái buổi riêng, vì nói mà không có đầu có đuôi á thì rất là khó khó để tiếp cho cái người thực tập, rất là khó tiếp nhận. Rồi không sao, thì chị chờ đợi là hạnh phúc đó chị. Dạ. Chị chờ đợi thôi, đối với em chờ đợi là hạnh phúc. Cho gì hưởng nấy, vũ trụ hôm nay cho chị như đó chị hưởng như đó. Và tặng hôm nay chị cũng quá nhiều rồi. Chị xài đi, mở ra xài đi, đừng để quà để lâu, gói kỹ rồi để lâu tất đó, trưng bày cuối cùng cũng sao cũng được, lỡ người ta cho đồ ăn thì mai nó kêu. Rồi chị đã hiểu hết rồi ha. Hợp đồng ký rõ ràng là lại bao nhiêu ngày thì chị biết, mà hôm nay có cộng đồng, có đầy đủ những cái đại chúng lớn á thì chị ký thì nó mạnh hơn. Có nhiều người chứng kiến, còn không chị âm thầm chị ký thì 3 giờ sáng dậy lấy dương khí, thì giờ đấy em thường đốt bồ kết. Dạo này em được một số bạn cho gỗ chiên đàn đỏ thì chậm hơn các kiểu, thì tự nhiên em chẳng quan tâm nên em đốt bồ kết rất là nhẹ nhàng. Trong bồ kết có chất saponin, nó rất là tốt, thanh lọc khí, thì em ngồi đó em chỉ thư giãn thôi và lắng nghe cơ thể, và thậm chí hỏi luôn bác sĩ. À, chị hỏi bác sĩ của chị đi, đúng 3 giờ sáng chị dành chị hỏi và câu trả lời sẽ có. Chị cứ đặt câu hỏi và câu trả lời sẽ có. Chị đặt câu hỏi với bác sĩ là mình làm gì cho khỏe.
mình làm gì cho mình tự khỏe, tự làm cái gì được trong khả năng mình để mình tự khỏe, tự động chị sẽ biết luôn. Và không phải đi hỏi ai thêm nữa. Vì đó là lúc chị có này đủ dư khí và mọi thứ sẽ ủng hộ chị nếu chị biết dậy sớm. Nói chị dậy sớm, chị thay đổi cả cuộc đời rồi. Và nghỉ sớm, dậy sớm là một cái việc rất là cần thiết cho tất cả các vấn đề về sức khỏe. Em rất biết ơn người nào nghỉ sớm. Và từ 3 giờ sáng em luôn luôn phải lắng nghe tất cả các câu hỏi của những bạn cần năng lượng đó. Các bạn thường gọi em lúc 3 giờ. Từ ngày em nói 3 giờ tới 5 giờ là các bạn có vấn đề gì cứ gọi và chia sẻ hết. Đó là giờ mà mình hoàn toàn thư giãn chị. Rồi, biết ơn chị bắt đầu từ ngày mai chị thực tập nha. Con biết ơn sư cô và tất cả các anh chị em ạ. Mời bạn Thu Hằng, mình thấy rất là nhiều người giơ tay nhưng mà cũng xin phép là vừa là mang tính ngẫu nhiên, vừa là những người đã giơ tay từ trước. Dạ, con xin chào sư cô ạ. Dạ vâng, chào Thịnh và chào các thầy ạ. Dạ vâng, con cũng xin phép đồng nhân được buổi hôm nay thì xin phép được hỏi, tức là ở trường hợp của bạn nhỏ nhà con ạ. Vâng ạ, bạn nhỏ nhà con thì được 5 tuổi rồi, là bé gái ạ. Vâng, nhưng mà khoảng 1 năm trở lại đây ấy, thì bạn bị một cái, tức là cứ buổi tối đi ngủ thì hay bị nghiến răng. Vâng, cứ bị nghiến răng thì con cũng cũng cứ theo dõi thôi, thì cũng chưa biết là làm thế nào bây giờ, cũng sợ là cũng tìm hiểu thì thấy bảo là cũng có thể là ảnh hưởng đến cái răng các thứ về sau, và cũng có thể do một số vấn đề tâm lý thì cũng chưa biết là làm như thế nào. Và thật ra thì con cũng thêm một cái nữa, tức là tại vì là chồng con thì cũng bị cái hiện tượng như vậy. Vâng, thì chồng con thì cũng bị cũng rất là lâu rồi. Vâng. Dạ vâng ạ, con xin phép nhờ sư cô và các thầy giúp ạ. Các bạn nào có con có kinh nghiệm chia sẻ trước đi ạ. Ở đây các bậc thầy nào có con? Con thì chưa có con, nhưng mà con có bệnh nhân bị cái trường hợp này. Con hỗ trợ đi thầy. Như hồi nãy mình có cái trường hợp mà trào ngược ha, thì cái cơ thể mình á, đa phần những cái phản ứng của cơ thể là những phản ứng thông minh và những phản ứng cần thiết. Ví dụ như là cái dạ dày nó trào ngược lên á, nó báo cho mình biết là cái thức ăn mình ăn nó không phù hợp, cái cách ăn nó hay là mình nhai nó không kỹ, hay là mình ăn các bữa ăn nó gần quá, hay là mình ăn khuya quá, nó không phù hợp. Đó là cái cơ thể nó báo hiệu cho mình biết. Và hoặc là khi mà cái miệng mình bị lở, bị viêm bị lở đấy, thì nó cũng cảnh báo là bên trong dạ dày, bên trong ruột đấy, nó cũng đang viêm lết, thì tránh những cái thức ăn nhạy cảm ra, cái gì quá cay, quá nóng, quá mặn thì tránh ra, đừng có ăn vào nó làm tổn thương, nó kích ứng, nó làm cho cái việc viêm lết nó trầm trọng hơn. Hoặc là khi mà mình đau, cảm giác mỏi, và đó là cũng là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể, nó báo cho mình biết đó, là có vấn đề chỗ đấy rồi đấy, cần phải thay đổi cái nếp sống đi, cần phải thay đổi cái ăn uống đi, cần phải thay đổi cái sinh hoạt đi, là nó cảnh báo cho mình biết, và mình không chống lại cái cơn đau, mình không uống thuốc giảm đau mà lắng nghe. Thì tương tự như vậy á, thì cái việc mà nghiến răng á là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể mình. Là tại sao lại có cái phản ứng này, đó là khi cái não bộ của mình nó bị thiếu máu. Đó, thì cái phản xạ mà nghiến răng nó tự động nó diễn ra, thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là có vấn đề về tim, á, là khi mà cái người, một số người bị ngủ á, là cái tim nó đập chậm lại, nó cứ đập chậm dần lại. Đó, thì nó cái phản trong vô thức á, là cơ thể mình nó sẽ điều tiết cái hoạt động nghiến răng cái này
để nó làm cho đẩy cái máu lên trên não. Cái trường hợp thứ hai là bị căng thẳng quá mức, là bị stress, có thói quen ví dụ như là chơi game, có nhiều người là chơi game tập trung cái thần kinh căng thẳng quá, hoặc là cái công việc căng thẳng quá nó tạo ra những cái hưng phấn thần kinh ấy, nó những cái điểm nghẽn ở trong đầu ấy, nó bị stress thì nó cũng làm cho thiếu máu não và cái phản ứng nghiến răng là tự động xảy ra. Thì quay lại trường hợp của bé, của bạn đấy, thì ba cũng bị và con cũng bị, thì bạn nên xem cái việc mà tim của bé, đi kiểm tra tim của cháu xem có bị vấn đề gì thì phải tim mạch hay không, rồi nó có các triệu chứng như là nó hụt hơi không này, nó chơi một hồi đang chơi khỏe mạnh rồi nhưng nó thấy nó mệt nó lả người đi, hay là cái hơi thở của nó mà chạy vận động ấy, nó chạy mà nó hoạt động nó mạnh quá, nó nhanh quá, là thấy nó thở dốc, đó là những cái dấu hiệu. Hoặc là khi mà trời lạnh á, là cái tay chân nó lạnh, nó tím tái lắm, thì trời chỉ cần trở trời nó lạnh cái là trở đi một vòng, nó chạy ra ngoài trời một vòng á, là cái tay này nó lạnh, nó tái đi, thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là tim của cháu nó không khỏe. Thì ở trường hợp của bé nhà chị, cộng với cái thông tin là ông xã cũng có dấu hiệu đấy, thì mình nghĩ nhiều đến cái việc là tim. Tim thì làm cái giải pháp gì cho cái việc này, nếu trường hợp là tim thì cần phải làm cái gì? Thì thứ nhất á, là bạn sẽ tìm những cái loại thực phẩm để hỗ trợ cho tim. Nó hoạt huyết, nó làm cho cải thiện mạch vành, rồi nó hỗ trợ thần kinh. Ví dụ như là đinh lăng này, rồi trái óc chó này, hạnh nhân này, đó là những cái thứ mà nó hỗ trợ cho não. Hay là đan sâm, kỷ tử, hay là nấm mèo, đó là những cái thứ mà nó hỗ trợ cho, nấm mèo là mộc nhĩ đó, là nó hỗ trợ cho mạch vành. Và kết hợp với cái việc là khi mà bế cháu hay là ở gần cháu là vỗ cái phần lưng đằng sau cái xương hai, cái phần mà giáp hai bên xương bả vai đó, thường xuyên mình không cái tay lại, mình vỗ nhẹ vào cái lưng cho cháu đó, và để nó kích thích, nó hỗ trợ cho tim, cho phổi nó thông trước khi đi ngủ, thì cái giấc ngủ của nó sẽ sâu hơn. Cái việc mà điều hòa máu giữa tim lên phổi và đưa lên đầu lên não á, nó sẽ hiệu quả hơn đó. Và về lâu về dài thì cũng phải xem là thứ nhất là điều chỉnh lại chế độ ăn, chế độ sinh hoạt đó, thì cân nhắc lại những cái yếu tố đấy. Để mà, và cái này nó phải là một quá trình nhé, nó cũng không thể hết ngày một ngày hai được. Đó là những cái kinh nghiệm mà những cái bệnh nhân mà mình đã gặp, thì xin chia sẻ với chị như vậy. Xin chào. Dạ, cảm ơn bạn Thịnh. Trường hợp này Thịnh Trân cũng có ba cái ý cung cấp thêm thông tin cho chị ạ. Và trường hợp mà em bé mà có 5 tuổi mà bị nghiến răng thì nó rơi cũng khi 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bằng quan sát lại bé có một lệch cái răng không nha. Với trường hợp thứ hai là trường hợp cháu đang bị dung kim, dung sáng mà là con dung kim, dung rất nhỏ. Dạ. Còn dạ, vì thứ ba là con cũng bị thiếu vitamin D nha. Đó, nên cái việc giải pháp mà ba cái giải pháp này thì chúng ta quan sát răng, thì chúng ta quan sát việc phơi nắng cho con, tích cực phơi nắng vào con vào buổi sáng là điều rất cần thiết, và chính chúng ta, mỗi người chúng ta ai cũng cần làm điều này. Việc thứ cái việc mà dung sáng thì có một giải pháp, đó là gì ạ? Chúng ta có thể nhai hạt gạo hoặc là nhai hạt bí hoặc là ăn trái keo. Mà hạt gạo hoặc bí là hai giải pháp mà nó giúp cho dung sáng, thì chữa lành dung sáng cực kỳ nhanh, dung kim, dung sáng, tất cả các loại dung. Chỉ còn trong vòng 7 ngày mà bạn cho con bạn dừng ăn buổi sáng, mà chỉ nhai vài hạt thôi, vài hạt gạo, nhai nát thành nước, nhai liên tục trong 7 ngày, thì các bạn dung sáng, dung kim nó sẽ bò ra khỏi cơ thể con của các bạn bằng tự nhiên, không phải dùng thuốc. Thông chân xin cung cấp 3 thông tin đó cho con, hy vọng rằng con sẽ có cải thiện được việc nghiến răng ạ. Cảm ơn bạn. Dạ vâng ạ, vâng ạ, cảm ơn ạ, vâng, các thông tin hay quá, dạ, dạ vâng ạ.
Đạt bổ sung thêm thông tin để chị quan sát ha. Dạ. Thì thông thường đối với trẻ, cái nguyên nhân mà mang tính gọi là xác định rõ cái việc nghiến răng của trẻ thì người ta không có rõ ràng được. Nhưng mà một trong những cái nguyên nhân mà đối với trẻ đó là cái vấn đề tâm lý rất là mạnh. Ngoài những cái vấn đề run sán hay là răng mọc lệch thì chị dễ để kiểm tra rồi. Nhưng mà bây giờ chị có thể quan sát cái hôm nào mà bé dễ căng thẳng, khó chịu hay là vòi vĩnh cái gì mà không được đâu. Chị quan sát cái tối đó bé ngủ nghiến răng so với những cái hôm nào mà trước khi bé đi ngủ thì cái ngày hôm đó bé rất là vui, được đi chơi, được không bị quát mắng cái gì cả. Rồi chị sẽ thấy cái buổi tối đó, cái dấu hiệu nghiến răng của bé nó khác nhau. Mà nếu có khác nhau thì chị biết ngay là cái vấn đề về mặt tâm lý ấy, sau đó dần dần nó có thể trở thành bệnh lý, thành một cái thói quen. Và với kinh nghiệm của Đạt, một số bé thì rơi vào cỡ khoảng 6 tuổi thì nó hết. Đó. Dạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị Hằng. Mời ban tổ chức mời tiếp ạ. Thầy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy cô ạ. Dạ. Chắc là cô Lâm cho chút để thôi bà tổ chức tắt rồi thôi. Dạ em xin mời chị Vân Chi ạ. Em thấy chị Vân Chi giơ tay rất là lâu rồi nhưng mà chị phải mở cam lên thì mới có thể spotlight lên được với chị. Nếu mà chị chưa có mở cam lên kịp thì em xin mời chị tiếp theo luôn ạ. Dạ rồi. Đây. Ủa? Alo, vâng, con chào sư cô ạ. Con chào thầy Đạt. Con là có bé lại, con ngồi thẳng lên con. Dạ, đây là bé nhà con là Thanh Lâm, con nói là học lớp 4 ở trường Tuệ Đức ạ. Dạ, sư cô có nghe thấy không ạ? Nghe rõ. Con ngồi nghiêm túc đi con. Thì hôm nay con được em Trang giới thiệu đến thì con đang học lớp Chánh Kiến ấy, nhưng mà con xin nghỉ buổi đấy để sang đi nghe. Thì con có bé nhà con là sinh năm 2012. Thì trước đây là cháu rất là bình thường, có nghĩa là từ bé đến lớn là đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Nhưng đến năm mà lúc mà con 2016 thì con chuyển về ở chung cư mới này, thì con bắt đầu hôm con nhìn ở gương ấy, thì thấy mặt bé bị lệch. Thì con có nói chuyện thì chồng con lại mắng bảo đấy do mắt con nhìn bị lệch. Thế sau đấy thì con lại không đưa đi khám. Thì đến khi mà con bé vào lớp 1 ấy, là 6 tuổi thì bắt đầu thấy cứ càng ngày nó càng rõ hơn. Thì con đưa đi chụp MRI rồi đưa đến các viện mắt để khám với cả phòng khám tư ấy, thì lại bảo là do cháu là bị từ lúc mà con mang bầu bị bẩm sinh. Thì con đưa lại các cái ảnh hồi bé của cháu thì hoàn toàn không bị. Hồi bé thì cháu rất là xinh và cả hai mắt đều rất là cân. Thì bây giờ sau đợt đấy thì con không chữa Tây y nữa, thì con cứ đưa đi chữa về bấm huyệt ạ, mới cả về vấn đề tâm linh ạ. Thì về kể cả về năng lượng thì con chữa ở đấy, nhưng mà bây giờ thì cháu cũng đỡ, nhưng mà đợt vừa rồi là cháu lại bắt đầu bị một đợt mà nó cứ có một loạt các cái vết nhăn nhăn ở đây. Thì con được một bác giới thiệu cho một thầy, thì thầy cũng đang chữa bằng kiểu như là khí công ạ. Vừa là thầy gọi điện, vừa là con cho uống, thầy cho uống thêm cái cao. Đấy thì con xin phép nhỉ. Để con ngồi lên. Con ngồi nghiêm túc lên. Khi cô ngồi. Câu hỏi của chị là gì vậy? Dạ. Câu hỏi của chị là gì vậy? Dạ, con muốn hỏi về bệnh của bé nhà con ấy ạ. Vì con không, thực sự là bây giờ con cứ nhiều lúc là con rất là lo, bởi vì đấy, bé là bây giờ con không rõ là bệnh của bé. Rồi về Tây y thì con đi khám thì không rõ, nhưng về phần tâm linh ấy thì nói là do về cái phần mà con thì cũng không rõ, phải là về cái vấn đề là về phần âm của bên gia đình nhà con không ổn. Mà cháu thì con thấy bây giờ đây có nghĩa là cái bên này sư cô ạ, nó cứ bị nhô lên, mà hồi bé thì rất là cân bình thường, xong bây giờ cái chỗ này nó cứ bị nhô lên, còn bên này thì lại hóp vào. Bây giờ là cũng đỡ rồi, và con chuyển cho bé học ở trường Tuệ Đức thì từ đấy là bé cũng tự tin hơn.
Còn trước là bé con cho học ở gần nhà thì là bạn cứ bị treo, bị bạn bè treo nhiều ấy. Xong là bạn ấy cũng không tự tin. Thế là từ lúc con chuyển về lớp 3, con chuyển về trường Tuệ Đức thì bạn ấy tự tin lên rất nhiều ạ. Thì con muốn hỏi là cái bệnh của bé nhà con ấy ạ. Bạn học trường Tuệ Đức ở điểm cơ sở nào vậy chị? Dạ, ở Xanh Tuệ Đức ạ. Hôm trước thì em có nghe thầy chia sẻ, thầy giảng về cái cai, về điện thoại, về mạng giới cho con ấy ạ. Thầy giảng về rất hay ạ. Vâng, em cũng tham gia đấy ạ. À, con học ở trường Xanh Tuệ Đức, ý nói cơ sở là tại Thanh Hà rồi Nghệ An. Thanh Hà. Vâng, con trả lời thầy đi, con học ở Thanh Hà. Con học ở Thanh Hà. Con nói to lên. Con học ở Thanh Hà. Con đừng xấu hổ. Có nghĩa là bé nhà con nếu mà nhìn trực diện, nhìn thẳng thì nó cũng không bị lệch nhiều đến như khi mà nhìn qua điện thoại rồi nhìn vào, nhìn kiểu như thế này ạ. Trường hợp này với Đạt thì Đạt cũng không có cái kinh nghiệm và cũng không có cái hiểu biết với cái lượng thông tin như vậy. Tuy nhiên thì cũng xin phép sư cô và các thầy được chia sẻ trước một chút là nếu hôm nào mà hết dịch Covid mà bé đi học ấy thì cái trường bé học điểm đó thì mình cũng ở đó là chính. Thì mình sẽ có cái gieo duyên bởi vì thông thường những cái con người mà hay quan tâm đến cái việc bệnh và sức khỏe thì đâu đó có thể gieo duyên chơi cùng với bé, có những cái năng lượng thiện lành để có thể hỗ trợ cái việc đó ở một cái góc độ nào mà chị có thể hiểu câu chuyện về năng lượng hay tâm linh gì cũng được. Và xin mời sư cô và các thầy ạ. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Anh Trân có con có kinh nghiệm lắm. Dạ, cảm ơn sư cô Duy Thương. Dạ, chào chị Vân Chi. Thì học chân mới có chân mới kiểm tra năng lượng cho cháu đó, thì cháu không có bị phần âm đâu nha. Dạ, không có bị phần âm. Vấn đề cho cháu đó, thì cái này á là một cái phần là cũng do máu huyết, khí huyết lưu thông chưa đều và nó bị lệch. Bây giờ cái việc phần của cháu á là không biết là bây giờ chị vẫn chi hỏi chế độ ăn của cháu đang như thế nào ạ? Dạ, bé này nhà con nhà em lười ăn lắm ạ. Em đủ các phương pháp rồi ạ. Cả lười ăn, ăn như thế nào? Em thực sự là em cho ăn nó cũng không khoa học lắm, thì vì thực ra em cũng theo khoa học này, em cho ăn theo thực dưỡng này, ăn dinh dưỡng xong rồi bạn ấy mãi em cũng cứ sốt ruột ấy, là em cũng không thấy được. Thì đợt bà ra bà cứ ép ăn thật nhiều cơm ấy, thì thấy bạn ấy xỉnh lên được mấy cân, thì bắt đầu lại theo phương pháp đấy, là em cứ ép ăn cơm sáng rồi trưa rồi chiều. Cả bạn ấy lười ăn, với cả cái đợt mà em cũng nghiên cứu thì em không cho ăn các cái đồ ăn mà liên quan đến kiểu như là hot dog ăn nhanh ấy, để bạn ấy ăn ví dụ như là đồ bạn này thì là bạn ấy ăn gần như là xu hướng. Cái này lúc nãy em cũng muốn là nghe sư cô, nghe các thầy giảng ấy, thực tế là em cứ phát tâm là muốn ăn chay, nhưng mà cứ ăn được một thời gian thì em lại bị bỏ cuộc giữa chừng. Sao đâu chị Vân Chi, chị cứ giúp cho Hồng Chân á, chị trao đổi cháu đang ăn cái gì, đang chế độ như nào để ăn. Ví dụ như là bây giờ là bạn ấy đang ăn là cơm chủ yếu là bạn ăn cơm với trứng này, cơm trắng ạ. Dạ, con rồi. Với hai là em cho uống thêm cái chay chưa, hay là anh bọn con ăn thịt cá ạ, sữa trứng ạ? Dạ. Bạn ăn chay chưa hay bạn vẫn ăn thịt cá sữa trứng? Bạn có ăn thịt cá sữa trứng không ạ? Có nghĩa là bạn này nhà con, nhà em bạn ấy không ăn thích thường. Ăn về thịt cá. Vâng, bạn vẫn ăn bình thường. Bạn đang uống sữa không ạ? Uống sữa ngoài, sữa công thức không ạ? Sữa công thức thì không, nhưng mà vì là bạn ấy gầy thì em toàn phải ép thôi. Ví dụ là thường là bạn cứ thích uống sữa đậu nành. Em có hay cho, thỉnh thoảng em cho uống thêm sữa Pediasure. Nhưng đợt này thì bạn gần như bạn không chịu uống, cứ mỗi lần là cứ phải ép bạn đi uống được rồi, khoảng một đợt 20 ngày. Dạ, cảm ơn chị. Trường hợp chị Hồng Chân có vài ý cho chị thế này. Thứ nhất á, chị hãy tự tin cho con của chị đốn nha. Nếu con không muốn ăn, hãy cho con cơ hội được đối. Đối đó là một phần quà và phần thưởng tuyệt vời cho con nha. Thương hay nên cho con đối. Đối, và khi con ăn lại
thì phải cho con ăn cứ ăn ăn nhẹ, ăn lỏng, ăn từ từ, đúng không ạ? Ví dụ như có thể ăn trứng dây, một trứng dây hoặc nấu cháo cho con ăn, để chứ ạ, đối được kích thích cho con, kích thích cái dương lực bên trong của con bạn hơi âm. Âm á, đây là không phải phần âm, nhưng âm đó là âm từ cơ thể nha. Con ít vận động, con ăn là con ít vận động nè, rồi ăn những thực phẩm âm nè, rất nhiều nha. Nên con cái não nó gạo trắng là ảnh hưởng đến não rất nhiều, nó thiếu cái chất gọi là chất phốt pho, mà chất phốt pho là giúp cho não rất là tốt nha bạn. Nên á, Hồng Vân gửi thông điệp thêm thứ hai là bạn nên cho con của bạn nhai thêm hạt gạo của Vân, gạo trắng, gạo lứt á, hạt gạo lứt, lấy chừng một hạt thôi, một ngày cho con nhai khoảng 10 lần, nhai cái cám nó vô cùng tuyệt vời, nó có chất phốt pho rất tốt cho não cho con. Dạ, và đặc biệt cái nhai nó giúp cho con vận động, con mình ít vận động thô thì hãy cho việc nhai nó vận động toàn thân luôn. Dạ, rồi cho con phơi nắng để cho tóc nó tiếp xúc với cái dương lực, cái ánh nắng của mặt trời, đi chân không nó phơi nắng, nói chung cho tiếp xúc với thiên nhiên, và đặc biệt dừng lại sữa nha, sữa là rất âm, rất âm, và đặc biệt sữa đậu nành, không cho uống sữa đậu nành, tại sữa đậu nành rất âm, sữa đậu nành là nó không có phù hợp với người đàn ông nữa nha, tại đậu nành là âm. Nên cho con uống sữa thay bằng sữa các loại hạt, ví dụ như hạt mè nè, con cho uống, nên cho con uống sữa mè đen. Dạ, sữa mè đen nó rất tốt cho dương lực của con trai. Dạ, và dừng, hạn chế hoặc là dừng lại thịt cá sữa trứng, mà cho con ăn, uống cho con cơm gạo lứt, nhai kỹ và ăn các loại rau củ quả, dưa cà rốt, mua bán củ, các loại củ nha, hướng đến cho con như vậy thì con sẽ phát triển đều hơn. Và đặc biệt khi nhai hạt gạo, cho con nhai bằng răng giữa, bằng răng giữa, để nó điều chỉnh lại cái hàm, điều chỉnh lại cái đau bụng nha, ngậm ngậm nhấp nhấp răng giữa nè, giống như chị cô nó nhai không gì đó, nhưng mà nhai không nhiều khi con khó nhai, thì bây giờ lấy một hạt thôi cho con nhấp bằng răng giữa, nó kích hoạt lại. Rồi cảm ơn chị nha, cái gì thì cần thêm thông tin thì cứ liên hệ với cô chân sẽ hỗ trợ thêm. Cảm ơn Vân Chi, cảm ơn con trai, chúc con trai luôn khỏe nha. Em hỏi chút, ví dụ như bây giờ bạn ấy không cần ăn, nếu mà em không ép, có khi bạn ấy nhịn luôn từ sáng đến tốt, chiều cũng kệ. Tốt, không sao hết, còn càng nhìn vài ngày cũng không sao luôn nha. Con khi nào con đói, cái bao tử con nó mới trống, cái trống và đường ruột trống khỏe, bao tử trống khỏe nha. Nguyên lý các bạn hiểu như này nè, không phải nhịn ăn là đau bao tử đâu, nhịn ăn để chữa lành bao tử nha, tại vì cái bao tử nó trống rỗng và đặc biệt là nó thoáng, nó sạch thì nó mới được chữa lành, mà chữa lành đó thì nó mới tạo ra máu và đặc hấp thu tốt chúng ta. Còn đau bao tử khi chúng ta ăn vội, chúng nhai dối thì thức ăn mới lại xít thì nó mới đau bao tử nha. Nên không cho nói vâng dạ. Tại vì là cái bài này của thầy về của cô chữa là không dùng thuốc ấy, thì hiện tại em đang cho bạn ấy uống cái của em chữa về khí công ấy, đang cho uống cái V-Lai, thì có em dừng lại hay là dạ, nói chung nếu thực phẩm chức năng thì đối với Hồng Chân cũng không nên dùng luôn nha. Dạ, mà nên dùng thực phẩm sống, thực phẩm năng lượng, còn nữa năng lượng thực phẩm tươi, thực phẩm tại nguồn, thực phẩm có năng lượng gốc còn tốt hơn nha. Dạ, còn mà thực phẩm chức năng thì Hồng Chân cũng hơi tới vậy, nhưng mà chúng ta hạn chế sử dụng, tại vì nó đã mất cái năng lượng sống rồi. Dạ, rồi nên vấn đề thông điệp Hồng Chân muốn nói chỗ nhai, chỗ nhịn ăn, chỗ con không muốn ăn cực kỳ quan trọng chỗ này, không bạn nắm chỗ này nè nha, không muốn ăn là quá, hãy cho con ăn thử, hãy quan sát con không muốn ăn hãy đừng cho ép cho con nha, đừng ép cho con. Rồi khi con muốn ăn lại thì cho con ăn nhẹ lại từ từ, đặt nhẹ lại thì nấu nước cháo cho con hút, nấu nước cháo gù lứt, nấu lên lấy chất nhầy cho con hút, giống như con khi mà bú sữa mẹ bạn thì uống nước cháo loãng gì đó nha bạn nhé. Rồi từ từ ăn cháo đặc, rồi từ từ như vậy con hấp thu đường ruột, con sẽ thay đổi nha. Và dừng lại cách ăn uống nó rất quan trọng cho cái não bộ cho con mình. Cảm ơn Vân Chi, yêu thương, biết ơn bạn. Cảm ơn trai. Em cảm ơn nhiều ạ. Vâng. Dạ. Về trường hợp của bạn á thì mình có một vài cái ý như thế này, theo cái kinh nghiệm của mình nhé, ngoài cái việc mà điều chỉnh cái chế độ ăn ra thì các mẹ nuôi trẻ là gặp một cái sai lầm rất là lớn đó, nhiều người gặp phải, đó là nhai, tức là xay thức ăn thật là mịn cho các cháu ăn từ lúc nhỏ, thì điều này nó làm mất phản xạ nhai của các cháu. Và lúc mà trẻ còn nhỏ, phản xạ nhai rất là quan trọng, nó điều tiết cái cấu trúc răng này và cái cấu trúc xương hàm,
và nó ảnh hưởng lên cái nền sọ và nó ảnh hưởng lên não của các cháu. Thì đến cái tuổi mà nó các cháu mà nó mọc răng á, nó cần phải nhai nó, và phải cho thức ăn, có cái thức ăn thô để cho các cháu nhai các cơ hàm và nó có sự điều tiết về cấu trúc xương. Thì đó là cái điều thứ nhất. Thì nhắn sẵn cái tình huống này thì nhắn nhủ đến các anh chị và các bạn mà có nuôi con nhỏ đó, đừng có xay cái gì cũng đưa vào máy xay, xay thật nhuyễn ra thành cháo thành bột để cho các cháu ăn. Nên dừng ngay cái việc đó lại. Và cái trường hợp của cháu, ngoài cái việc điều chỉnh thức ăn ra thì cái kiểm tra lại dọc theo cột sống thắt lưng á, nó sẽ có một cái những cái điểm mà nó bị nghẽn, nó bị nghẽn và cái cơ, các nhóm cơ dọc cột sống thắt lưng nó không cân đối, nó không cân đối thì nó lệch trong quá trình mà cháu đi cháu hoạt động á, nó lệch, có thể nha, nó sẽ bị lệch. Và nó bị lệch cái cột sống á thì nó ảnh hưởng đến cấu trúc của xương sọ và nó lệch theo. Nó thì đi kiểm tra lại nhờ một cái thầy đông y nào đấy ở gần đấy, kiểm tra lại dọc theo cột sống, các nhóm cơ dọc theo cột sống thắt lưng, cột sống của cháu từ trên đầu lên xuống, kiểm tra xem có nhóm cơ nào nó bị co thắt, có nhóm cơ nào cái điểm cái nào nó bị nhãn hay không, thì so bóp dây ấn làm cho phục hồi. Và chỉ kiểm tra xem là dép cháu đi á, nó có độ lệch nhiều hay không. Thì đa số là sẽ có lệch, người lớn cũng vậy, hai bên nó không có tương xứng. Nhưng mà khi mà độ lệch nó quá đến một cái mức quá là nó sẽ gây ra cái tình trạng đấy, nó lệch, nó giống như cái móng nhà nó lệch từ trên xuống dưới, cột sống nó lệch, nó làm kéo theo hộp sọ lệch theo. Đó, mình xin góp ý với chị cái điểm đấy. Rồi xin chào, cảm ơn anh ạ. Em đang đưa đi chữa khí công nên là thầy cũng bấm huyệt ạ. Vâng, thầy cũng đang bấm thì thầy cũng nói là do kiểu cần nếu mà bây giờ điều chỉnh dần ấy thì nó sẽ cân dần. Ví dụ như đợt trước ấy là cách đây khoảng mấy tháng thì đúng là con cứ bắt đầu hồi giờ là tích nó cứ xuất hiện một loạt cái nếp nhăn. Đây thì thầy bấm huyệt cho cứ một tuần là một buổi, thứ chiều thứ bảy em đưa đi bấm ấy. Xong thầy cho uống thêm cái cao thì là về thì là bạn ấy bắt đầu hết các cái vết là... Cái bài tập đơn giản nhất á, là chỉ có thể cho cháu tập là động tác tập bò. Tức là khi mà làm ra những cái chướng ngại vật để mà làm sao cho cháu phải bò qua, hạ thấp người và bò qua cái chướng ngại vật đấy trên một chặng đường, trên một cái đoạn đường. Thì đấy là cái cách nắn chỉnh cột sống lại cho trẻ con rất là đơn giản. Nếu mà trong trường về đức có những cái không gian đấy thì làm sao đó để cho cháu thực hiện được cái động tác bò. Rồi, xin chào. Vâng ạ, chào anh. Bạn biết rồi. Bây giờ bạn Đạt và các bạn còn nói gì nữa không? Cô không thấy màn hình của bạn Đạt. Dạ con thấy bây giờ là 10 giờ 15 rồi nên rồi thôi cô bổ sung một tí dạ. Ý nhỏ thôi. Và cô cũng hỏi bạn ấy luôn là nếu mà các bạn nên có thời gian đi sâu vào nhân quả ha, nhắc nhở cả nhà mình đi sâu vào nhân quả. Mình sáng dậy sớm mình đặt câu hỏi là nguyên nhân gì cho con hiểu được nguyên nhân gốc của việc này, thì câu trả lời sẽ đến với các bạn. Và các bạn cũng sẽ không cần phải có nguyên nhân rồi thì giải quyết nhanh đó, các bạn không cần phải lo lắng thêm nữa đâu, vì nguyên nhân mà hiểu thì không có còn phải làm cái điều đó. Nhưng mình hiểu tại sao mình nóng tính thì mình đâu nóng nữa. Thế như vậy đó, thì một cái điều quan trọng nhất là vỗ lưng. Hồi nãy cái bài bạn tin thì thật ra muốn hỏi bạn nhân quả, bạn có biết nhân quả của việc của bệnh tim không, mà ban tổ chức cắt luôn rồi bạn cũng chưa biết nhân quả của việc đau tim đâu. Rồi tại sao mà nhân quả từ cha tới con cũng vậy. Rồi tới bên phía bạn thì bạn có biết nhân quả của việc lợt không? Việc mình nhìn lợt, con mắt mình lợt, con mắt là thể hiện cho cái nhìn đó, cái thấy. Và bé trai này thật sự là cái quả của bạn đó. Bạn có cái gì thấy nó chưa đúng đó, lợt bạn chỉnh lại đi. Và con hứa là bé trai nó hết nhanh hơn tất cả các phương pháp khác.
bé trai chỉ là quả của bạn thôi. Bạn có hiểu không ạ? Và cái việc nhìn lạc của bạn rất là có để cho bạn thấy được cái quả. Con cái là cái quả để mình nhìn. Và mình sửa mình thôi, không có cần phải sửa bé đâu á. Này cô nói chân tình. Còn bạn sửa bé thì bạn phức tạp và bạn cực khổ. Còn bạn chữa sửa mình thì nó nhanh đó. Vì sửa bé thì bạn không có điều khiển được bé, chứ sửa mình điều khiển được mà. Sửa mình nhanh hơn là sửa bé. À, cô chỉ cảm nhận đơn giản là bạn sửa bạn nhanh hơn là sửa bé. Sửa bé còn cái ý của bé, còn sửa bạn thì bạn có ý, bạn muốn sửa là bạn đã sửa rồi. Và để mà tại vì thời gian không có nên cô chỉ nhắc là bạn cho phép mình có cái nhìn sai lệch để được sửa. Những cái sai nào bạn cứ học xin lỗi, bạn cứ tập nhìn thẳng vấn đề. Có những lúc mình phán xét sai, có những lúc mình nhận xét sai, mình ngồi mình tư duy lại, và nếu có sai mình cứ xin lỗi. Vì tình thương dành cho con bạn làm được mà. Mình cứ thẳng thắn nhận lỗi một lần. Dạ vâng. Những cái nhìn sai của mình, bé chỉ là thể hiện của việc nhìn sai của bạn. Một cái gì đó nó chưa đúng. Thật ra thì hồi nãy có những cái sai nhưng cô cũng lướt qua, thì nguyên tắc của cô là chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, không rồi bỏ luôn. Nhưng mà cô cũng không muốn chỉnh, nhưng mà có những cái mà đến với trực tiếp với bệnh nhân như bạn thì cô sẽ chỉnh trực tiếp, là bạn nên chỉnh bạn, không chỉnh con bạn. Con thì con là một phần rất là nhỏ, chỉnh con cực lắm, chỉnh bạn nhanh hơn nhiều. Và cái nhìn sai đó là do con mắt của mình, do cái thiên kiến của mình, do cái cố chấp của mình. Bạn thử buông xuống đi, con bạn khỏe liền. Đây là cái thật mà tôi chia sẻ ha. Rồi còn cái việc mà bạn nha, bạn có thể bồng bé lên thì lúc mà sớm là sẽ vỗ lưng. Cái vỗ lưng nó hay lắm. Cái vỗ á, khi mình khung tay mình vỗ vào cái lưng, cái lưng là cái phần của lưng xa tim á. Wow. À, người ta thường vỗ lưng ta nó yên tâm đi đó. Cái chữ yên tâm á, yên cái tâm mình lại. Bạn tập vỗ cho bé, mà vỗ hết cuộc sống cũng tốt. Mà đợt này chứ không, cô cũng mời một bạn chuyên về vỗ vỗ. Đây là cái dụng cụ bạn sáng tạo từ cái vỏ xe hơn với chiếc đũa. Thì bạn có một bài vỗ rất là tốt. Và vỗ, bạn hãy vỗ đi. Vỗ vào lưng bé, vỗ càng nhiều càng tốt. Và cho bé ra phơi nắng vỗ, cho tiếp đất, tự nhai tất cả những việc đó. Và thậm chí là cái việc mà không ăn là hạnh phúc lắm. Đói hạnh phúc, còn ăn nhiều nó đâu có, nó đâu có hạnh phúc, nó mệt mỏi lắm. Căng da bụng trùng da mắt nó đâu có sướng hết gì đâu. Rồi cái gì nó cũng da mắt nó trùng xuống làm cho nó lệch luôn chứ có sao đâu. Ăn không đúng nó cũng mệt rồi, đã thêm nữa là suy nghĩ cũng lệch rồi, mọi thứ còn cần phải chỉnh lại như bạn á. Bé chỉ bị ép ăn, bé chỉ bị bắt thế này, bé chưa chắc là muốn tất cả những điều đó. Mà bạn bắt bé thì bạn phải nhìn cái quả của bé. Ép không bây giờ nhiều là không ép, đừng có ép nữa. Vâng. Không ép bé nha. Rồi. Vâng ạ. Cho nó đúng là tập bài vỗ nhiều lên, phơi nắng, đi chân đất, cho bé tiếp xúc với thiên nhiên, tự họ tự bé cân bằng đẹp hơn là bạn đi cân bằng cho bé nữa. Và bạn tự cân bằng mình, đó là một cái thông điệp lớn nhất, bạn hãy tự cân bằng mình lại. Và đây là kiến thức, là thông điệp của bạn, mà cô nghĩ bạn cần phải cân bằng. Nghe cái cách bạn ngồi đang nói chuyện cũng đang bị lệch á, bạn ngồi thẳng lưng lên đi đó. Bạn không phải làm những cái việc nó lệch nó quá lâu như vậy, đúng không? Bạn ngồi thẳng lưng lên. Đấy, bạn đã là sai tư thế thì bé cũng không thể nào thẳng được. Bé cũng đang bị bạn kiểm soát, và bé đang bị gọi là không ép ép không, rất là nhiều vấn đề. Tội bé lắm. Ha? Rồi. Thương bé thì mình giúp mình. Thương bé thì mình chỉnh mình. Quý vị tình thương với con là năng lượng của người mẹ sẽ làm được tất cả. Chúc bạn nha, chuyển hóa và cân bằng lại cơ thể mình, cân bằng trí của mình. A Di Đà Phật, con cảm ơn sư cô ạ. Ban tổ chức hình như đã thông báo là
có còn câu hỏi gì không con hay là sao? Diễm Thư ơi. Dạ, ban tổ chức dự định là 10 giờ rưỡi thì sẽ kết thúc Zoom đó sư cô. Thì cô mình không biết sẽ thì để thầy Đạt thì nói xem thế nào. Thì Vân Chi luôn. Tôi còn nghĩ dạ. Chắc là mình... Tôi còn nghĩ chắc là mình... Như vậy thì mình sẽ gặp lại cô Kim Sơn một chút xíu ở cuối giờ nữa cả nhà. Rồi. Sư cô ơi, con có đề xuất thế này, bởi vì cái câu hỏi để mình giải quyết về bệnh lý ấy, thì đâu đó nó cũng sẽ rất là nhiều. Và tất nhiên là thông qua những cái câu hỏi về bệnh lý này thì chúng ta cũng truyền đi được một số cái thông điệp. Và đâu đó có cái góc nhìn mà của một người hỏi câu hỏi về đau đầu, thì thậm chí một người đau chân hay là đau bụng cũng cảm thấy... với cái cách mà trả lời như vậy cũng đâu đó có cái phần chữa trị của mình nó nằm ở trong đó. Thì con nghĩ chắc chỉ còn ít phút thôi thì đây cũng là một cái nhân duyên thì chúng ta chia sẻ những cái điều mà giống như là gửi gắm đến mọi người để làm sao mà có một cái sức khỏe cả về thân, về tâm, về trí tốt hơn, trọn vẹn hơn. Thay vì chúng ta cố gắng thêm một câu trả lời, được không ạ? Rồi, thôi để tôi chia sẻ kết thúc luôn ha. Cô xin cô. Rồi, mời chị Sơn ạ. Dạ. Rồi. Xin chào cả nhà. Đời đầu tiên thì Kim Sơn rất là biết ơn những con người ngồi ở đây đã đến giờ này, mặc dù 10 rưỡi. Kim Sơn vừa mới phòng Zoom bên doanh nghiệp Hạnh Phúc để gieo duyên cho doanh nghiệp Hạnh Phúc và qua kết thúc ở đây. Kim Sơn biết rằng giống như thầy Đạt nói, để trả lời ngọn nó có rất là nhiều câu trả lời khác nhau, tùy vào một vị lương y đã thực chứng cái bệnh đó qua đời sống chính họ và bệnh nhân của họ như thế nào. Nhưng không có nghĩa là giải pháp của một vị thầy này lại ứng với lại cái bệnh của con bạn hay chính các bạn. Vậy làm thế nào để chúng ta hết bệnh một cách thực sự? Phải chữa bệnh từ trong tâm của chúng ta. Phải hiểu được cái nhân quả vì sao mà chúng ta bị bệnh đó. Và chúng tôi rất là mong muốn các bạn hãy học lớp Sức Khỏe Thuận Tự Nhiên. Ở trong đó chúng tôi đủ cơ hội để chia sẻ hết các bạn 3 ngày cái nguyên nhân của bệnh, cái nhân quả của bệnh, chữa bệnh bằng năng lượng. Và bắn linh thôi chị ơi. Âm thanh bạn Diễm Thư à. Và tôi rất là muốn rằng các bạn hãy đăng ký học. Không phải chúng tôi vì 1 triệu của các bạn đâu ạ. Tôi muốn rằng 1 triệu của các bạn á, được gieo duyên cho nhiều người. Ai khó khăn các bạn nói ban tổ chức chúng tôi là chúng tôi không đồng và thậm chí miễn phí cho nhiều người luôn. Bởi vì sao cái kết thúc đó là cả nhà hiểu được nguyên lý. Xong là chúng tôi còn cái khóa hàm dưỡng tại làng và tại nơi để chúng tôi có cơ hội chăm sóc của các anh chị những cái ngày tiếp theo đó. Có nghĩa là làm sao mà 3 ngày các bạn hiểu hết được kiến thức của 4 ông vị thầy này và bao nhiêu ông thầy khác ở trong lớp học được. Nhưng khi các bạn có kiến thức nền tảng, các bạn được chúng tôi chăm sóc 1 tuần hay 2 tuần tại nơi mà chúng tôi chỉ định, để rồi chính các bạn trải nghiệm trên thân và tâm đó, thì tôi nghĩ đó là một cách các bạn giúp cho chúng tôi có cơ hội gieo duyên đến sức khỏe tận gốc của các bạn và hiểu được nhân quả của các bạn. Có khi một người chỉ cần kết thúc cái lớp đó, hiểu ra nhân quả, không cần làm gì, không cần uống thuốc cái gì hết. Chúng tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều ca như thế rồi. Và các bạn cũng sẽ hết bệnh. Cái việc thứ hai là, ví dụ như các bạn đi rất là nhiều vị thầy và chưa có niềm tin của chúng tôi, hãy cho cơ hội chúng tôi chăm sóc trong vòng 1 tuần. Ví dụ vậy, thì giả sử các bạn không hết, các bạn đâu có mất gì đâu, mà các bạn còn được cơ hội cho chúng tôi chăm sóc. Nhưng nếu như các bạn hết bệnh, hãy dành một cái ngân sách để chúng tôi làm thiện pháp và gieo duyên cho những người cần gieo. Đó là vài lời tôi rất là muốn chia sẻ chân thành với các bạn. Còn bây giờ thì tôi nghĩ ai mệt thì cứ đi nghỉ. Còn tôi biết tính sư cô,
sẵn sàng trả lời nếu ai cần trả lời. Tính tôi, ai đủ duyên thì tôi sẽ trả lời bằng nhân quả. Thế thôi, và chúng ta sẽ, sau cái này chúng ta sẽ kết thúc nơi này. Và ai muốn ở lại thì ở lại, ai muốn rời Zoom thì rời Zoom. Vì tôi cũng biết là sư cô cái tính cổ vậy, sẽ trả lời hết, nhưng tôi sẽ hôm nay cho trả lời đúng 15 phút nữa để gieo duyên, để chúng ta cũng trọn vẹn nghĩa tình cả đôi bên, được không ạ? Rồi, vậy nha. Rồi, tôi thấy có tên là May Nhất Hạnh, tên một người rất là dễ thương. Và ai rời cứ rời Zoom đi nha các bạn, không sao hết. Và giống như thầy Đạt nói, các bạn nghe cũng coi như cử người xem hoa thôi, nhưng ít ra chúng ta ý thức nhân quả của chúng ta. Rồi, xin mời ban tổ chức. À, có người giơ tay như kịp Phạm Thị Thúy, bốn năm giơ tay nói thì thôi, ban tổ chức mở mic cho bạn đó. Em cảm ơn cô, em cảm ơn sư cô, cảm ơn cô Kim Sơn. Em xúc động quá, chưa biết nói gì. Cô ơi, bây giờ em muốn hỏi là một số bệnh của em thì ví dụ như là tim mạch rồi các thứ thì em có từ hôm em học lớp sức khỏe của cô thì đến nay thì đã nó dễ chịu hơn rất là nhiều cô ạ. Thế nhưng mà nó có một cái là cái phần mà đi giải nhiều á cô. À, em đã ngủ tốt hơn. À, ngủ tốt hơn và em biết kiểm soát cái cơn giận của mình ấy. Vâng. À, ví dụ như là con em đi chơi bây giờ vẫn chưa về thì như mọi hôm đấy là em lồng lộn lên, nhưng mà bây giờ là em vẫn bình tĩnh được. À, như thế này. Thế rồi thì tư tưởng nó cũng an nhiên hơn, thoải mái hơn. À, cái mối quan hệ của gia đình cũng tốt hơn. Nhưng mà còn một cái là cái phần mà đi giải nhiều ấy cô. Đi giải nhiều lắm ạ. Cho nên đến nhiều lúc là em không dám uống nước nữa. À, ví dụ như là đi đâu đấy hoặc là cần lớp học của cô chẳng hạn thì em không dám uống một ngụm nước nào mà em ngồi im ở đấy. Chờ đến khi nào cô hết. Và từ sáng đến trưa thì lúc nào nghỉ thì em uống một chút. Thế. À, thôi tôi trả lời nhanh ha. Còn sư cô vâng. Chắc Đạt trả lời thêm. Còn nếu thầy Đạt cần nghỉ ngơi vì thầy Đạt cũng phải quản trị. À, tôi trả lời nhanh với cái thấy biết của tôi vì tôi cũng đang từng là bị cái đó. Rồi. Cái người mà thận yếu á, hay nói đúng hơn là cái người không có nạp khí vào người á, hay nói đúng hơn là cái người lười biếng vận động á, là cơ thể mình đâu đó nó bị tế bào lão hóa hơn cái số tuổi. Đó là việc đầu tiên, đúng không ạ? Rồi. Cái việc thứ nhì á, trời ban ngày á, mà bạn uống nước, mà bạn đi giải liền á, nếu như nước lọc nha, là chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà loại nước khác mà đi giải bình thường thì tôi nghĩ là coi chừng là thận yếu. Bản thân tôi là người rất là lười biếng tập thể dục. Khi nào mà tôi giữ ấm cơ thể, khi nào mà tôi chườm nóng vào cái bộ phận gan và thận, và khi nào ngày đó tôi tập luyện thể thao nhiều thì ban đêm tôi ngủ, tôi không phải đi tiểu đêm nhiều. Nhưng nếu như mà ngày đó, một tuần đó hay là một thời gian tôi lao lực và tôi không làm việc và tôi cho phép cơ thể tôi lười biếng và thậm chí không vận động thì y như rằng trời lạnh tí xíu tôi lại đi tiểu đêm. Điều đó cái thận hay cái gan chúng ta rất là nhạy cảm, nó luôn luôn báo hiệu, dấu hiệu để chúng ta thấy rằng là một cái hiện trạng nào không bình thường là cơ thể chúng ta đang báo hiệu. Vậy báo hiệu cái việc đi tiểu đêm hay đi tiểu thường xuyên nó cũng có thể do gan, nó cũng thể do thận, hay nó cũng thể do mãn tính, hay nó có thể do nhiều cái thứ khác nữa, hoặc là do thần kinh nữa. Nhưng nếu thần kinh bạn bình thường thì nó chắc chắn là do thận yếu đối với cái biết của tôi như thế.
Còn tôi không biết nguyên nhân nào vì tôi trải nghiệm trên cái cơ thể của tôi là một. Cái thứ hai là nếu như bạn uống nước nhiều thì bạn đi tiểu nhiều đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng tôi có một cái phương pháp mà ngày xưa thầy Vượng nói chừng nào khát thì hãy uống. Còn nếu mà cảm thấy không khát mà uống thì coi chừng bất thận và các bộ phận khác làm việc quá nhiều. Vậy việc của chị là hãy cảm nhận cơ thể mình thực sự có cần nước hay không. Không nhất thiết phải nghe một ai đó nói rằng uống 2 lít nước hay uống 3 lít nước hay uống nửa lít nước. Có những ngày tôi chả uống nước gì mà tôi vẫn đi tiểu nhiều, nhưng có những ngày tôi uống nước rất là nhiều cũng đâu có đi tiểu nhiều bao nhiêu đâu. Vậy thì xem lại cái sự mất quân bình trong cơ thể mình nó quan trọng hơn. Do đó em thì em không có kinh nghiệm của y khoa, nhưng em chỉ có trải nghiệm trên thân và tâm em thôi. Em cứ thấy ngày nào em khỏe, cơ thể quân bình thì ngủ rất là ngon, không có đi tiểu đêm và không có đi tiểu đột ngột. Còn nếu như mà em đang lo lắng cái việc gì thì em cũng không đi tiểu nữa, xong cái việc đó mới đi tiểu. Hoặc là có khi ban đêm mà em lười biến tập thể dục và em cho cơ thể em bị ì thì thật ra thận em đã báo dấu hiệu là hơi yếu rồi, thì em cũng bị đi tiểu đêm, nhất là chân lạnh và cơ thể lạnh. Vậy thì em cho chị một cái thông tin đó, còn có thể là sư cô trả lời thêm về cái việc đi tiểu nó ảnh hưởng như thế nào. Chứ em thì em chưa có kinh nghiệm đó, em chỉ có kinh nghiệm trên thân em thôi. Nghe chị ha. Rồi mời sư cô. Cái này là cũng nguyên nhân từ cách đây rất nhiều năm, khoảng hơn 20 năm về trước, là em có bị tràn dịch màng phổi của ạ. Sau khi em bị như thế thì bắt đầu là cái xuất hiện cái đi tiểu đêm. Nhưng mà những cái năm gần đây thì nó đi với cái mức nó quá nhiều với cô. Nó quá nhiều. Em không, mặc dù như cô vừa nói thì cũng đúng đấy. Lúc nào mình lo lắng nhiều thì cái phần đi tiểu nó cũng nhiều lên. Nhưng mà phổi yếu thì rất dễ qua thận yếu nha chị. Vì em ngày xưa bị viêm phổi nè, em biết là vì lười biếng tập thể dục vậy đó mình bị viêm phổi. Mà khi mình viêm phổi thì người ta là trời bình thường mình vẫn cảm thấy lạnh, vậy đó việc của em là luôn luôn giữ ấm phổi, giữ ấm ngực và giữ ấm chân. Và lúc nào em để cơ thể hơi nhiễm lạnh vào người thì y như rằng đêm em bị đi tiểu đêm nhiều hơn, bởi vì khí yếu mà. Vậy thì chị hãy cho phép chị trải nghiệm là nạp khí thêm, vận động thể dục thêm, hít thở phổi nhiều hơn thì khí nó sẽ phát triển nhiều hơn, thì thận nó sẽ khỏe hơn, thận dương sẽ tăng hơn. Chị đi ngoài trời, chị thấy chị khỏe hơn, còn mọi người chị giống như rã rời, giống như mệt mỏi, giống như hết năng lượng vậy. Đó là trạng thái của thiếu khí và cái thận nó yếu đi. Không biết chị có cảm nhận gì không, chứ ngày đó thì em cũng có cảm nhận như thế. Nghe chị. Vâng ạ. Cô em hỏi thêm cô một câu. Bây giờ em là phát hiện ra con em bị con em nó nói dối thì cũng lâu rồi, nhưng mà biết cách làm thế nào. Rồi thôi, nhân quả nó nhanh. Theo chị nói dối là do đâu? Là sợ mẹ la, đúng không? Trả lời cuối để kết thúc luôn ha. Nói sợ mẹ la, đồng ý không? Mà tại sao mẹ hay la? Bởi vì mẹ cũng thiếu tự tin. Bởi vì mẹ sẽ muốn con cách phẩm giống như mẹ. Vậy là đứa trẻ nói dối là do đâu? Mẹ thiếu tự tin thì chắc chắn con thiếu tự tin. Vì không dám nhận sự thật thì có nghĩa là thiếu tự tin. Cái người mà biết mình đó sẽ không bao giờ nói dối nhiều. Vậy thì khi chị tự tin thì chị động viên con chị. Ok, con nói dối thoải mái, mẹ vẫn yêu con. Và thậm chí chị chia sẻ là mẹ đã từng nói dối, cái việc này mẹ nói dối con nè. Việc này mẹ thấy xấu hổ với con nè. Việc này mẹ đã từng dạy con, nhưng mà thực ra trong sâu thẳm mẹ rất là tệ hại. Chị nói thật hết những cái cảm giác mà chị tệ hại, những cái cảm giác chị không sợ con chị nhìn thấy một cái hình tượng quá tệ hại về chị. Khi chị tự tin nói ra những điều đó thì con chị cảm thấy ồ, nó sẽ nói thật với mẹ. Nó đã từng nghiện xì ke, nó đã từng nghiện ma túy, nó đã từng nghiện xét, nó đã từng nghiện game, nó từng nghiện rất là nhiều thứ. Tại vì mẹ nó thổ lộ ra hết những cái điều tệ hại mẹ nó, thì nó bắt đầu nó thổ lộ ra hết những cái điều mà nó không sợ mẹ nó la.
À, cho đến lúc mà chị thổ lộ hết, chị lắng dịu thì nó sẵn sàng thổ lộ, mé dừng, mé dừng, mé dừng. Con em ngày xưa mà nghe chơi game là em đã điên rồi, em ai rồi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ sau khi phát hiện nó, trời, nó nghiện game mấy năm cơ, chứ không phải là mình phát hiện nó mới nghiện game. Trời, cái ngày mà mình nóng máu mình đi, nó đây là con đường con hay chơi game nè, con lấy tiền của mẹ con chơi nè. Lúc đó em mới biết là nó đã từng ăn cắp tiền em. Nhưng mà lúc đó là vì mình, nó không dám nói mình, vì nó rất là sợ mẹ. Còn đến lúc mẹ mở lòng ra nói thì nó sẵn sàng, đây con đường nó nghiện game, đây là con đường nó nghiện xét, đây là con đường nó từ chối mẹ vân vân vân. Có sao đâu, bình thường. Ha chị ha, đó là nguyên nhân gốc rễ của nói dối nha chị. Chị biết quan tâm lại mà em không biết xử lý thế nào. Em cảm ơn cô. Vâng. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Thôi thì học lớp sức khỏe đi, ai không có tiền miễn phí. Mà ai có tiền làm ơn gieo cho nhiều người đi học giùm tôi nói thiệt luôn á. Bản thân tôi là đứa rất là sức khỏe yếu. Tại sao tôi gieo này? Vì tôi biết tôi vẫn tồn tại, tôi vẫn vượt qua rất là nhiều thứ. Tôi làm việc rất khuya, làm việc rất nhiều mà tôi vẫn khỏe. Khỏe bởi vì tôi hiểu nhân quả nha. Rồi, bây giờ 10:40. Em biết ơn cô ạ. Em biết ơn cô nhiều lắm ạ. Rồi. Nói cho em biết ơn nhiều. Em cảm ơn. Trang tự nhiên giơ tay nè. Trời, học trò kế thừa hỏi trong lớp kế thừa, nhường cho người khác đi, xả ly đi. Đóng tay này luôn. Rồi. Phòng gì 716338 giống mã số chứng khoán hay mã số gì quá vậy? Nói cho chúng ta sẽ nghe theo thầy Đạt nha cả nhà. Chúng ta sẽ tham dự cái khóa học và chúng ta được trả lời nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc được không ạ? Kết thúc được chưa sư cô ơi? Kết thúc được chưa thầy Đạt ơi? Kết thúc được chừng chừng. À, em nghĩ được rồi. Rồi. Mình mà muộn quá là giấc ngủ của mọi người lại cũng không ổn nữa. À, cảm ơn thầy Đạt rất là nhiều. Rồi, vậy thôi chúng ta bye nha. Chào tất cả học viên, nhớ gieo duyên. Cô Minh Sơn ơi, em xin phép cô Minh Sơn có một số vị quan tâm đến lớp sức khỏe đó. Thế chắc là để mình thích để thông tin. Đó. À, thông tin, em quan sát rằng bé Phòng bé có đang có cái khát khao để hỏi câu. Chắc bé đang cần một hồ rất là bé, ưu tiên bé nhỏ như nhà cô Kim Sơn. Dạ. Yeah. Okay. Nhỏ. Rồi chắc mời bạn Phòng đi ạ. Mời bạn mở loa lên, bạn nào và ban tổ chức sách gửi lại cái đường link để cho các bạn nhu cầu đăng ký chương trình sức khỏe ạ. Rồi mời bạn Phòng sau camera lúc có lúc không vậy trời. Em đợi yên lại cái màn hình nha Phòng. Em đặt câu hỏi với em đi ạ. Dạ. Mời cô gái. Có. Em có câu hỏi. Vậy hả? Em không có câu hỏi vì sao em giơ tay? Em có giơ tay đâu, em chỉ giơ cho vui. À, giơ cho vui. Rồi, cảm ơn cô gái. Dạ. Cô thấy con quen lắm, hình như được gặp lớp nào đó. Rồi, yeah. Rồi xin phép chị Kim Sơn, em gửi cái hình này như lời hứa cho cả nhà về cái vấn đề mà cách nhai đó. Dạ, để cho Hồng Trân gửi lên rồi các bạn có thể là copy màn hình, chụp màn hình nha. Dạ, rồi ban tổ chức gửi đường link cho các bạn đăng ký học lớp sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà buổi tối bình yên. Cảm ơn thầy Đà giúp cho mọi người ngủ sớm. Không bao giờ chữa bệnh hết sau một buổi tối đâu. Cứ gieo nhân đi thì cuối cùng sẽ hết bệnh. Nha, chào cả nhà. Cảm ơn cô, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn sư cô, cảm ơn bạn Thịnh, cảm ơn em Đà, cảm ơn các em MC rất là dễ thương. Chào nhé. Đau. Em một bạn là có không? Đau. Em một bạn là có không?